Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Bên cạnh tôi là anh Huỳnh Công Phạm, anh mới đến nhà tôi. Và như tuần trước, buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng vẫn là anh Huỳnh Công Phạm sẽ cầm trịch. Cho nên xin mời anh Huỳnh Công Phạm làm nhiệm vụ bài. Dạ, thân chào tất cả các anh chị em có mặt trên diễn đàn ngày hôm nay. Thật ra một cũng hơi bất ngờ, tại vì hồi sáng thì anh Thành có làm cái livestream vào khoảng 7-8 giờ sáng đó. Rồi khi mình có liên lạc với anh nói thôi bữa nay mình nghỉ đi, anh phải cần ngủ, tại vì ngày hôm nay là một cái ngày rất dài. Tại vì là cũng như anh chị em biết là gần như là hồi ngày 3 tháng 11 mình làm cái livestream ngày 2 tháng 11 thì phải. Mình có nói là mình sẽ chắc đây là một trong một cái tuần dài nhất để mình chờ được cái kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 tại Mỹ. Nhưng mà nó kéo dài qua một tháng và hiện thời nó đã kéo dài qua hơn 2 tháng. Và trong những cái lúc này đó là những lúc anh em của chúng tôi gần như là mất ăn mất ngủ. Không những chỉ có anh Thành với tôi mà tôi nghĩ là gần như cả hàng triệu người Việt Nam trên thế giới, ngay cả trong nước cũng có một số anh chị em cũng là theo dõi rất là theo từng giờ từng phút một. Tại vì tất cả chúng ta đều mong mỏi có một sự chiến thắng của Đảng Cộng hòa. Và Tổng thống Donald Trump sẽ được tất cử lần thứ 46 này. Cái đó là ước nguyện của tất cả của tất cả mọi người Việt Nam yêu nước của chúng ta. Nên ngày hôm nay đó thì anh Thành làm livestream hôm sáng này, bây giờ anh làm tiếp, rồi chiều nay anh sẽ làm một lần nữa, thì bây giờ biết là anh Thành là tuy thấy dài thì chứ mà cũng còn dai lắm, không mình là chắc mình không chịu nổi đâu. Giờ anh Thành mấy sao, anh Thành ngủ sao anh Thành? Dạ vâng, cũng ngủ khỏe. Cũng ngủ khỏe. Dạ thì trước khi mở đầu cái livestream ngày hôm nay đó thì mình xin được phép Thành gọi là nói một vài lời cảm ơn với tất cả những người Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại bên Mỹ. Đã bỏ biết bao nhiêu công sức và thời gian, tiền tài và là ngay cả vấn đề tiền bạc để mà có mặt tại Washington ngày hôm nay. Tôi nghĩ là hiện thời là họ đã có mặt tại Washington rồi. Hiện thời bản bây giờ hình như là 6 giờ sáng thì phải. Khoảng 6 giờ sáng thì chắc đã là anh em người Việt Nam của mình đó là đang chuẩn bị để đi xuống đường ủng hộ Donald Trump và biểu tình chống lại cái cuộc bầu cử gian lận gọi là có 1-2 trên thế giới này. Thì tôi xin được cảm ơn tất cả các anh chị em trên Việt Nam của mình có mặt tại Washington ngày hôm nay, và không những thế, tất cả những người anh chị em mình đang dương cái cờ vàng ba sọc đỏ của mình lên để nói lên cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam trên toàn đất Mỹ và trên cả Âu Châu, trên toàn thế giới. Và xin cảm ơn tất cả các anh chị em lòng gọi là lòng yêu nước, lòng đấu tranh gọi là rất là mãnh liệt của các anh chị em ngày hôm nay. Anh Thành bây giờ cũng giữ là cái vai trò gọi là đặt ra những câu hỏi cho anh ha. Cũng xin hỏi anh câu này là bây giờ là 1 giờ mười mấy phút, thì trong vòng khoảng 11 giờ sáng ngày hôm nay 6 tháng 1 tại Washington, đó là Tổng thống Donald Trump sẽ làm một cái bài diễn văn tại tòa Bạch Ốc. Từ trong thời gian này từ đây tới đó nó còn 6-7 tiếng đồng hồ. Thì đối với anh có suy nghĩ về những gì nó sẽ xảy ra cho tới cái lúc mà ông Donald Trump sẽ làm một cái diễn văn hay không, về tình hình của cộng đồng của mình hay là những cái lực lượng trang bị gọi là những người lực lượng an ninh của quân đội họ đã có mặt tại Washington ngày hôm nay. Một số người họ nói là đây là cái những người quân đội của bà Pelosi bà đưa ra. Anh nghĩ như thế nào? Không, đối với tôi nó có hai cái chuyện liên quan đến vấn đề quân sự nó xảy ra, tức là những động thái mang cái tính cách quân sự. Thì lực lượng vệ binh được kêu gọi để hỗ trợ cho bên phía cảnh sát. Nguyên tắc vệ binh quốc gia đó thì họ cái lệnh trực tiếp là họ thừa lệnh hoặc là nhận lệnh là của liên bang. Cho nên đó là ở tiểu bang là không có quyền điều khiển. Cho nên muốn nói là có một số anh chị em đó có một cái suy nghĩ nó hơi lệch, đó là nói rằng là sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia đó, thì nó mang cái tính cách là đe dọa
nghiêng về phía ông Donald Trump, tức là dùng quyền lực của Tổng thống để dùng cái sức mạnh của vệ binh quốc gia để gọi là khủng bố tinh thần bên phía dân chủ. Tôi nghĩ cái này nó không đúng, bởi vì trong cái lúc này là cái lúc dao động hết sức là nhạy bén. Cho nên bên phía những người hành pháp của Washington DC đó là họ cấm vũ khí, cấm không mang vũ khí trong cuộc biểu tình, và không phải là chỉ có cấm suông nói trên các cái phương tiện truyền thông không, mà còn là thủ công nữa, tức là dán dán áp phích trên tường, trên cột điện, mọi nơi cả, để mà ngăn cấm cái chuyện cái tổ chức Proud Boys sẽ cái tụi mà Proud Boys mà nó ủng hộ Trump sẽ là những người đó, thường là những người mang súng dữ dằn để chống lại cái đám mà Black Lives Matter, cái đám Antifa này kia. Thì vì là những cái động thái của Antifa, những cái động thái của Black Lives Matter thì mình biết rồi, là trong vòng 4, 5, 6 tháng nay là nó đã làm loạn rất là dữ dội rồi. Thì khi mà quyết định là ra cái lệnh là không có được trang bị vũ khí thì buộc lòng là phải có mặt của vệ binh quốc gia. Cho nên cái yêu cầu này đó, đối với tôi đó, nó là cái quyền lợi của cả hai bên. Cả bên phía liên bang, tức là bên phía ông Donald Trump, bên phía Cộng hòa cũng cần, tức là có được một cái sự an ninh. Và đồng thời bên phía những người hành pháp, bên phía dân chủ nó, thì họ cũng cần, bởi vì nếu không nó sẽ xảy ra bạo loạn. Bởi vì mình nghĩ với số người là cả hàng triệu người họ sẽ có mặt và sinh tình trong vài tiếng nữa đó. Thì nếu chỉ cần có một cái vấn đề bạo động hay một tiếng súng nổ ra, nó sẽ gây ra một sự gọi là một, mình không có thể nào tưởng tượng được cái sự cái sự mà phản ứng của con người mình như thế nào khi có những sự bạo động đó xảy ra. Thì quả thực là đối với tôi đó, là có một số anh chị em nhìn cái chuyện bảo rằng cấm vũ khí đó, cấm mang vũ khí đó là một cái chuyện tiêu cực. Tôi không nghĩ như vậy, bởi trong cái bối cảnh này đó là phải như thế thôi, để cho cái vấn đề an ninh đó, nó là những người chuyên nghiệp, những người thực thụ có quyền lực họ giữ gìn, đồng thời cũng cho chính những phía tiểu bang, các cấp tiểu bang nhìn thấy rằng cái quyền lực và cái sức mạnh của liên bang là không có đùa. Tức là khi mà mình ả ới đó thì còn gọi là còn dung dưỡng được, nhưng khi mà ở một cái cấp độ mà cực kỳ là nguy hiểm đó thì phải cần đến sức mạnh của liên bang, sức mạnh của vệ binh quốc gia. Cho nên đối với tôi đó, đây là gọi là vốn liếng sa lông đó. Những người dân chủ thì thường là sa lông, tức là những người sa lông bắt đầu đã thấy rằng không có mấy cái ông cơ bắp này đó là không làm được việc. Tại vì giống như cái chuyện của Portland, là anh thấy là họ cho tới giờ này là họ phải gào lên để kêu gọi liên bang phải hỗ trợ họ, phải đưa vệ binh quốc gia xuống để ổn định lại. Thì chúng ta nhìn thấy đó là cái gọi là thành quả của sự sao lông của những người dân chủ. Cái đó là mình trong một thời gian rồi, cái đây làm những cái ý kiến chung mà mình của anh chị em mình trao đổi đó, là như mình hôm nay mình trình bày ngày hôm nay để chúng ta có một cái suy nghĩ chung, có một cái ý thức chung, đó là gần như đó là anh thấy bên phía bên dân chủ đó họ không có hành động gì hết đó. Trong những thời gian gần đây họ rất là im, không lên tiếng nói một cách như là trước khi bầu cử. Gần như đó họ có cảm giác như là tất cả nó đã trộn vào trong cái gói đó, họ đã thắng rồi. Đó, cái đó là một cái cảm giác của tất cả rất nhiều anh chị em mà mình trao đổi với nhau. Nói là sao lại vậy mà thấy Trump nói như vậy mà thấy bên dân chủ họ không có lên một tiếng nói nào hết. Có thể là phía bên dân chủ họ đã có một cái lực lượng nào quá mạnh đằng sau lưng, nghĩa là họ chắc chắn là cái ngày 6 tháng 1 ngày hôm nay đang diễn ra ngày hôm nay đó, là ông Tổng thống Trump và phía bên Cộng hòa sẽ không có một cái sức mạnh
để mà đảo ngược lại cái vấn đề bầu cử gian lận của năm 2020 này. Theo anh nghĩ cái suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Vâng, ban nãy tôi đề cập đến cái chữ Salon. Những người ở tháp Nga thì không thể nào hiểu được cái chuyện ở dưới đường. Tâm lý cũng vậy mà hành động hiện thực cũng vậy. Cho nên cái câu chuyện nó đang xảy ra đó là cái câu chuyện của những người thiếu thực tế, hoang tưởng, thiếu thực tế. Chúng ta nhớ lại trước đây 1-2 tháng đó là cái thái độ của kể cả là Harris, tức là cái bà gọi là phó tổng thống của chuẩn bị là phó tổng thống của ông Biden đó. Bà đó cũng vậy, ông Biden cũng vậy, thậm chí là ông Obama cũng vậy, bà Clinton cũng vậy, là họ cực kỳ là tự tin rằng là họ sẽ nắm chiến thắng. Cực kỳ là tự tin. Thì người đầu mà tự tin như thế đấy, thì những người ở bên dưới cũng sẽ có những sự tự tin như vậy. Cho nên đối với tôi đó, cái thực tế nó sẽ xảy ra. Và cái thực tế này nó là đúng là thực tế Reader Proven. Cả trăm năm nay nó chưa có, nó chưa có hiện ra. Tức là cái sức của người dân thật sự, sức của quần chúng thật sự, sức mạnh của quần chúng thật sự nó chưa hiện hình, và bây giờ nó mới hiện hình. Thì sẽ là bất ngờ, tức là những người dân chủ sẽ là bất ngờ. Ngay như là cái chuyện của người Việt Nam, của chúng ta cũng vậy. Tại sao người Việt Nam nó là chia ra hai phe? Đa số đó thì ủng hộ ông Donald Trump, ủng hộ nền Cộng Hòa, và đưa ra một thái độ đó rất là cứng rắn, rất là rõ ràng. Và một nhóm còn lại đó, dù rằng có rất nhiều phương tiện, dù rằng có rất nhiều cái cách nói, cái phương tiện để mà trình bày cái ý tưởng của mình ra báo chí cũng như là các cái đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình, nhưng họ chỉ là một nhóm thôi, và họ có một cái thái độ là thái độ ở bên trong nhà, nhìn qua cửa sổ để nói chuyện qua cái tivi nào đó. Cái thái độ đó, cái câu chuyện của đầm lầy ngày hôm nay nó đang cho chúng ta nhìn thấy thật rõ những người thực sự đã lăn lộn trong cuộc chiến đấu rồi, những người đã thật sự hiểu ra giá trị tự do rồi, thì họ sẵn sàng nhào xuống đường kể cả chết, tức là những người Việt Nam. Những người Việt Nam biết và hiểu cái giá trị của sự tự do. Còn một số nhỏ, những người Việt Nam, tôi gọi là người Việt Nam cao ốc, thì họ sẽ không hiểu được. Cho đến ngày 20 là họ sẽ không hiểu được. Và sau ngày 20 đó thì tôi mong rằng là những người đó họ vẫn còn làm việc cho xã hội và đâu đó cho một cái quyền lợi của đất nước Việt Nam, thay vì là họ sẽ phải cúi mặt xuống. Tôi không mong rằng đó là những người sẽ cúi mặt. Bây giờ mình cũng như là trong những cái livestream của anh đã làm vài tháng nay, từ hồi khi trước khi ngày tranh cử ngày 3 tháng 11 cho tới ngày hôm nay đó, thì mình lúc nào cũng có một cái lòng tin gần như là 100% là Donald Trump sẽ thắng. Donald Trump tổng thống, Donald Trump sẽ thắng. Thì anh có thể hình dung được là những gì, chuyện gì nó sẽ xảy ra sau ngày 20 tháng 1 hay không? Của người Mỹ hay là của mình? Người Mỹ trước. Ban nãy mình vừa mới đề cập đến cái We the People. Người ta không hình dung ra được cái sự vĩ đại nước này. Nước nâng thuyền lên được và nước lật úp thuyền xuống hết sức dễ dàng. Cho tới giờ này đó, nhiều người chưa nhìn ra cái sức mạnh đó. Và cái sức mạnh đó đối với tôi nó là nền tảng của một cái cuộc cách mạng cả trăm năm sau, để những người giàu có, những người giàu có mà đã điều hành, đã điều phối, đã gọi là manage, đã hết sức là ma lanh để mà điều khiển các cái chính quyền, rất nhiều thứ tổng thống, rất nhiều ông tổng thống, hoặc là những người lãnh đạo của về văn hóa cũng như về chính trị của các quốc gia, kể cả Âu Châu lẫn thế giới, đều bị cuốn vào cái thế giới của họ, nó gọi là cái thế giới elite, cái thế giới tinh hoa của họ. Thì sau cái ngày 20, từ nay đến ngày 20, họ sẽ bật ngửa ra. Họ sẽ thấy cái giá trị của họ đó, nó không là gì cả so với quần chúng, so với sức mạnh của quần chúng, tức là We the People.
cái chữ we the people nó là nước đấy. Be water của gọi là Hồng Kông đó, đúng rồi. Be water Hồng Kông. Chúng ta nghe cái ông Lý Tiểu Long ông nói là phải võ, phải be water, nhưng ít người hình dung được là cái câu nói đó nó từ cả hàng 3.000 năm trước, nó là câu nói của Đức Lão Tử. Yeah. Mà Hồng Kông sau này họ cũng áp dụng, nhưng nhiều người lại bị lầm lẫn, nói là Hồng Kông khi nói đến phải be water, một cái chiến lược như vậy, ý tưởng tư tưởng chiến lược như vậy, nó là lấy cái ý thức be water của ông Lý Tiểu Long. Thực ra ông Lý Tiểu Long chỉ là một cái hạt cát, và ông ta lấy cái của tổ tiên chúng ta. Lão Tử là người Sở Việt và Lạc Việt 3.000 năm trước là một chùm với nhau, nhấn mạnh lại là họ Hùng, Sở Việt, lãnh đạo Sở Việt hầu hết là họ Hùng. Mà chúng ta có gọi là thời Hùng Vương, nó dính với nhau như vậy. Tại vì sau cái diễn tiến mà từ hồi khi bầu cử cho tới bây giờ đó, thì gần như tất cả những người Việt Nam của chúng ta ai cũng đều thấy cái sự gian manh của cái đảng Dân Chủ. Yeah. Từ cái vấn đề từ khi mà họ đã chuẩn bị, mình nghĩ cái những cái gì họ đã chuẩn bị đã từ lâu rồi, chứ không phải là một vài năm gần đây. Nghĩa là từ khi mà ông Donald Trump đã lên đắc cử năm 2016 đó, là họ đã là đây là một cái thực có thể là rất nguy hiểm cho họ. Mình nghĩ là họ đã chuẩn bị cho năm 2020 để lật đổ ông Trump xuống. Thì với những cái thế lực mà mình nói là sau ngày 20 tháng 1 này đó, thì bên phía bên Cộng Hòa sẽ vạch mặt những cái người dính điếu vào trong cái vấn đề gian lận bầu cử này. Thì anh nghĩ là những cái hậu quả gì sẽ đến với những người đang cầm đầu cái đảng Dân Chủ? Tôi rất muốn hình dung lại với nhau cái đây là một cuộc chiến. Chứ nó không phải đây là một sự tranh chấp của hai đảng. Được. Hai đảng chính trị. Được. Bề ngoài thì nó là như vậy. Và chúng ta đã bị trôi nổi vào trong cái chuyện cái này là của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đánh nhau. Được. Tranh chấp nhau. Tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Được. Tất cả những sự diễn biến như hết nước anh. Được, còn. Tất cả những sự diễn biến đang xảy ra và còn đang cái gọi là cái luồng sóng ngầm đang rất dữ nữa, là nó liên quan đến một cái thế giới ngầm, liên quan đến một cái nhà nước ngầm. Và cái nhà nước ngầm đó, càng ngày chúng ta lại càng nhìn ra là nó không phải là cái nhà nước ngầm đó, nó chỉ có hình thành 100 hay 200 năm. Tức là thí dụ chúng ta nói đến cái dòng họ Rothschild, thì xuất hiện cái sức mạnh của dòng họ Rothschild khoảng 1813 cỡ đó, và họ bao trùm hết cái thế giới gọi là thế giới của ngân hàng, và họ trở thành một cái thứ thao túng hết sức là đặc biệt. Nhưng đó là bởi vì chúng ta chỉ có đọc sách hoặc chỉ có nghiên cứu hoặc chỉ có biết qua sách vở, những sử sách khoảng chừng 200 năm trở lại đây thôi. Ngày hôm nay, những cái tổ chức và những cái lực lượng, những anh chị em họ có những cái cơ hội để họ tìm sâu xa hơn nữa đó. Bởi vì ngày hôm nay mà Internet nó rất là dữ dội, cái thế giới của Internet, cái sự trí tuệ của Internet, y tế nó lớn ra rất là nhiều. Thì ngay như bản thân chúng ta đó, là chúng ta nhìn về 20 năm trước, chúng ta thấy nó, cái kiến thức nó xa, quá là xa. 20 năm trước và 10 năm trước, 5 năm trước là kiến thức mỗi một ngày nó một xa, rất là xa. Thì cái tầng khoa học và tầng gọi là tầng nghiên cứu về tâm linh, giá trị của tâm linh cũng thế, nó đi rất là xa. Và bắt đầu người ta mới bóc tách những cái câu chuyện gọi là tưởng là hoang đường, Dracula chẳng hạn. Nó là câu chuyện là hoang đường, nhưng bây giờ những cái thế lực thực sự là giỏi đó, họ đã nhìn ra được cái đó nó không phải là Dracula, nó không phải là chỉ là câu chuyện hoang đường, mà nó là một cái thế giới có thật sống chung quanh chúng ta. Kể cả là cái chuyện trên trời vệ tinh, hoặc là các cái gọi là
Star Wars. Chiến tranh ngôi sao, chiến tranh các vì sao. Nó tưởng rằng nó chỉ là cái chuyện khoa học giả tưởng, dĩa bay thế này thế kia. Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy dĩa bay là một cái loại máy bay mà chạy bằng cái năng lực plasma là của Hoa Kỳ, đã tức là họ đã thường xuyên họ sử dụng rồi, chứ không phải là bây giờ mới có một vài cái nó le lói, nó bay qua bay lại. Thì tất cả nó là những điều mà chúng ta đang đối diện với những sự lạ lùng. Hồi nãy vì anh nói về cái thế lực ngầm cũng như là deep state này kia, là nó là chính phủ ngầm này kia đó. Anh có nghĩ ngoài những vấn đề họ thao túng về vấn đề tài chính, quyền lực của một số quốc gia, của những nguyên thủ trên quốc gia gần như trên toàn thế giới, họ đều có thao nhúng tay vào trong đó, anh nghĩ là về vấn đề tâm linh họ cũng có dính líu về vấn đề đó hay không? Chắc chắn chứ anh. Cũng tôi nghĩ là còn nói là Kim nói tâm linh là về vấn đề tôn giáo. Dạ vâng. Dạ. Sa tăng là một thứ tôn giáo. Dạ. Ông Giêsu là Thiên Chúa giáo. Dạ. Thời Abraham gọi là Thiên Chúa, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa giáo. Thì đạo Thiên Chúa giáo tức là Cha Trời, mình hay nói như Cha Trời Mẹ Đất, thì Cha Trời có những cái thần tướng của mình. Trong những thần tướng của mình là có những người làm phản, đó là Sa Tăng. Và cái chuyện Sa Tăng giáo là trước đây nó chỉ là trên giấy tờ, bây giờ là người ta đã bóc tách ra được, nó có cái nghi thức, đã có nghi thức nghĩa là có giáo hội, nó có cái giáo hội đó. Mình không dám đi sâu vào trong cái đề tài đó không? Tại vì chắc có lẽ là sau ngày 20 tháng 1 này đó, thì vài tháng sau đó, ngày 20 tháng 1 thì chắc chúng ta sẽ thấy được cái nhiều sự thật. Thay đổi cực kỳ mà theo anh nói đó là có thể nó làm cho mình sẽ giật mình, sợ sạt luôn đó ha. Gọi là có thể là nó làm đánh tan nát hết tất cả những cái tư tưởng mình đã có từ bao nhiêu năm nay. Gần như vậy. Vấn đề tôn giáo. Nó sẽ có những sự lay chuyển, nó sẽ có những sự chuyển động, tích cực hay là tiêu cực tùy theo mỗi người lường định. Tuy nhiên nó sẽ có những cái sự thay đổi, sự đổ vỡ về tôn giáo, nó đổ vỡ về cái mảng niềm tin nào đó. Bởi vì đối với tôi đó, các cái lý thuyết của tôn giáo đó, nó được vẽ vời ra rất nhiều bởi ví dụ như là Công giáo, ngay cả Phật giáo, nó đâu tất cả đạo nào cũng vậy thôi, tất cả bởi vì bị ảnh hưởng của thế quyền, cộng sinh với thế quyền, mà khi mà mình lệ thuộc vào thế quyền, mình cộng sinh với giống như Việt Nam của chúng ta, 30-40 năm nay rõ ràng là tôn giáo là bị cộng sinh với thế quyền, cho nên nó sẽ có những cái mảng gọi là cái bảng gọi là tín lý, gọi là tín lý của con người vẽ ra, của các giáo hội vẽ ra, nó sẽ vỡ ra. Cái tín lý đầu tiên mà nó vỡ ra của đạo Công giáo, nó liên quan đến là nó có một loài người khác ở một hành tinh khác, chứ không phải là chỉ có một loài người. Chúa dựng lên loài người, ông Adam bẻ và nghe, tức là nó sẽ bị phá vỡ một cái nền tảng như vậy. Kể cả các loại cái trật tự lạ lùng trong vũ trụ này, trong vòng 7 ngày ông Chúa Trời ống lập ra trong vòng 7 ngày, những cái trật tự đó, từng ngày, A ra cái gì, B ra cái gì, C ra cái gì, người ta sẽ đặt lại, nó đảo lộn. Mình cũng rất mong tới ngày đó và cũng hơi hồi hộp ha, những gì anh đã suy luận ra. Một câu hỏi nữa là, khi mà Trump thắng 20 tháng 1 lên thành người tổng thống lần thứ 46, thì anh nghĩ thì trên tình hình của thế giới, nó sẽ thay đổi gì? Nó sẽ có những thay đổi gì lớn trên trường thế, nhất là đối với Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng nó là kẻ thù của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì anh nghĩ nó có những cái gì nó sẽ xảy ra gọi là trực tiếp đối với Đảng Cộng sản Trung Cộng. Điều thứ nhất tôi nghĩ rằng nó chưa có cái tổng thống thứ 46. Tức là chỉ ông Donald Trump là tổng thống thứ 45 qua nhiệm kỳ thứ hai. Chứ chưa có thứ 46. Có thể 46 là ông Pompeo hay là 46 là ông nào đó, thậm chí là ông Pence. Nhưng
nó sẽ thay đổi nhiều lắm. Kể cả đối với tôi là cái mô hình đảng nó cũng sẽ thay đổi. Hai đảng ở Mỹ ngày hôm nay nó sẽ phải đối diện sự thay đổi, trong năm tới nó sẽ có sự thay đổi. Tại vì khi mà qua cái cuộc bầu cử bên Mỹ đó, nó thật ra tại mình sống bên Pháp, mình đã thấy qua những cái cuộc tổng tuyển cử bên đây nó được diễn tiến như thế nào một cách rất là nhẹ nhàng. Nghĩa là anh đi tới bầu buổi sáng Chủ nhật, rồi anh tới 20 giờ đêm tới chuyện là anh có được cái kết quả. Nó không có bị lộn xộn như là bên Mỹ, phải không? Nhưng mà chắc có lẽ chính vì những cái sự lộn xộn bên đó mà chúng ta có được những cái sự thật nó được phơi bày ra. Tôi muốn trình bày là mấy anh ở bên Tây đó, tức là mấy anh ở Âu Châu đó, thứ nhất là mấy anh bé tí tiêu xíu à. Cái thứ hai đó là mấy anh có một cái văn hóa giống nhau, kể cả là tôn giáo nó cũng giống nhau. Tức là anh có một cái thứ gì đó để nó có một cái lean, nó có một cái gọi là cái trật tự của truyền thống. Nhưng chính cái trật tự của truyền thống đó, nó làm anh trở thành bảo thủ, nó trở thành anh rất là cố cự, anh cứ luẩn quẩn đó thôi. Anh không có dám, tức là phá núi hay sông, anh không dám nhảy ra khỏi cái hàng rào của anh. Cho nên anh cứ luẩn quẩn trong cái hàng rào của anh, thì anh dễ dàng, nó sẽ đưa đến cái chuyện là anh dễ dàng anh điều phối trong căn nhà của anh. Tại vì tất cả mọi người đều thằng nào cũng là không có, tức là đẩm được không lớn lắm, tức là cũng thằng nào cũng nhát hết, thì bảo nhau dễ hơn. Trong khi mà nước Mỹ là cái nước mà toàn thứ thiệt không, kể cả là thứ thiệt da đen lẫn thứ thiệt da trắng đều là thứ thiệt không. Hơn nữa là nó đông đảo, và thứ ba là nó giàu có, sức mạnh nhất trên thế giới. Đúng rồi, nó giàu có kể cả về kinh tế, tiền bạc, quân sự. Nó khác cái mấy anh Âu Châu, đặc biệt anh Pháp của mình. Anh Pháp của mình là cái anh gọi là sống nhờ. Cho tới giờ này đối với cái nhìn của tôi là anh Pháp là anh sống nhờ. Anh sống nhờ cái ô dù của ông Mỹ. Không có ông Mỹ là ông Pháp chết mẹ thằng Pháp rồi. Hẳn nhiên là mình dòm là thế chiến thứ hai là mình biết rồi. Nếu không có Mỹ thì bây giờ chắc mình đây mình nói tiếng Đức rồi. Mấy người Pháp này họ vô ơn lắm ấy. Rất rất là vô ơn. Cái đó nhiều khi mình nghĩ là những cái hành động của họ đối với xứ Mỹ đó, thì mình thấy nó thật là vô ơn. Kể cả là anh Đức cũng vậy. Anh Đức nếu mà Mỹ mà tàn ác đó, thì anh Đức là be bét rồi. Cho nên ngày hôm nay cái thái độ của người Đức ít hay nhiều đó, mình nhìn thấy nó elite. Anh cố, tức là anh mặc định cho anh tự cho anh một cái quyền là anh đứng trên thiên hạ, anh tinh túy, anh tinh hoa, anh là cái giới tinh hoa, và anh nhìn về nước Mỹ như là thổ dân, như là những thằng bỏ nhà ra đi, những đứa con hoang. Nhưng giống như Việt Nam của chúng ta, cái khí phách của Việt Nam nó không nằm ở phương Bắc, khí phách Việt Nam nằm ở phương Nam. Những người phá núi khai sông đi về phương Nam. Anh vừa nhắc tới chữ Việt Nam, tại nãy mình chưa muốn đặt tới câu hỏi đó. Anh nghĩ sao cái cuộc bầu cử này nó sẽ có ảnh hưởng gì cho cái xã hội về mặt kinh tế và chính trị của Việt Nam hay không? Có nhiều hay không? Người dân trong nước mình sẽ, khi mà người dân trong nước mà biết được là Donald Trump được tái đắc cử, thì cái lòng dân họ sẽ nghĩ như thế nào về cái sự tái đắc cử của Donald Trump? Họ có làm theo một cái động lực nào đó để mà họ tạo thêm một cái niềm tin để mình đứng lên để mà chống lại cái chế độ cộng sản độc tài này không? Tôi nghĩ là nó có hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó là nó là cái cơ hội để cho những người Việt Nam thấy ra được là mình mất một cái quyền gọi là quyền căn bản, quyền bầu cử. Mình không có quyền bầu cử, người Việt Nam không có cái quyền bầu cử, không có cái, tức là bầu cử Việt Nam nó là trò hề. Và nếu có đủ tự chọn thì thấy rằng tại sao mình là người mà cứ phải là con khỉ, tức là đi làm trò, mà làm trò 6-70 năm rồi, cứ làm trò hề như vậy. Đó là chuyện thứ nhất. Người ta sẽ thấy rằng người dân sẽ thấy rằng chúng ta bị mất cái quyền căn bản của con người. Đó là chọn người làm việc cho mình. Tôi nói là làm việc chứ tôi không nói là lãnh đạo. Tại vì những thằng làm việc ngay như là ông Donald Trump cũng vậy. Họ là tổng thống thì họ được chọn để làm việc cho dân, chứ không phải là họ được chọn để ngồi trên đầu dân. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nó liên quan đến sự tranh đấu. Tức là chính những người Việt Nam họ sẽ thấy, những người dân đang sống tại Việt Nam sẽ thấy rằng mình muốn đạt được đến một cái gì đó thì mình phải có sự tranh đấu. Tự do không phải là cái thứ miễn phí.
không phải là thứ cho không. Và nếu chúng ta có bạn, tức là tranh đấu phải có bạn, thì qua cái chuyện của ông Donald Trump, ông thắng, thì người Việt Nam sẽ thấy rằng chúng ta có bạn. Bởi vì thái độ của Donald Trump là thái độ chống lại cộng sản. Có nhiều những người gọi là elite, những người tinh hoa của Việt Nam thì cố gắng cãi rằng không, chỉ giả vờ thôi, chỉ có gọi là chống cộng bằng mồm, tức là chống Trung Quốc bằng mồm. Theo anh, Trump có chống cộng bằng mồm không? Không. Đoánh thấy mẹ. Hẳn nhiên là những cái xác lệnh mà mới vừa ký gần đây nhất đó, mình bữa mình có đặt tới về vấn đề phía bên Tây Tạng và bên Đài Loan đó. Làm thế đó, hồi xưa tới giờ mấy chục năm nay anh có thấy một người tổng thống nào dám đụng tới vấn đề của Tây Tạng và Đài Loan hay không? Thì ông Trump là những người ký ra xác lệnh đó. Thì nếu mình nói ông chỉ chống cộng, chống đồ đặc cộng Trung Cộng bằng mồm đó, thì cũng đã có nhiều người đã làm rồi, nhưng mà họ không dám ký một xác lệnh nào hết. Họ chỉ nói qua la thôi, là nghĩa là nó tôi đi tới gặp tụi Trung Cộng tôi sẽ nói về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà họ không bao giờ họ dám nói. Ngay cả tổng thống bên Pháp thời đó, Sarkozy hay Macron hay Jacques Chirac hay cũng vậy, là tất cả những người đó là chỉ là nói bằng mồm, đấu tranh cho nhân quyền bằng cái mồm, nhưng mà không có dám hành động. Thì mình thấy rõ ràng tổng thống Trump là một cái người duy nhất mà hành động. Và chính vì lý do đó mà tại sao chúng ta ủng hộ Donald Trump. Chứ thật ra cách đây 4 năm anh đâu có ủng hộ Donald Trump. Mình ngay cả bản cá nhân mình cũng không có ủng hộ. Thì kể cả là cái động thái mới nhất cách đây vài tiếng đồng hồ thì ông quyết định là tức những cái giao dịch về bằng tiền bạc đó, những cái giao dịch ngân hàng đó, là cúp đâu 7-8 cái phương tiện trao đổi về tiền bạc của những cái công ty hoặc là những cái phương tiện giao dịch rất lớn, thí dụ như là WeChat, PayPal mà dính đến những cái hệ thống đó là stop hết. Đó là tiền đề để đi đến cái chuyện là tụi mày, mấy thằng Trung Cộng, tụi mày xài tiền của mày đi. Đô la là thị trường đô la của chúng ta, là thị trường hối đoái của thế giới, cũng như thật ra anh Mỹ, cái thị trường hối đoái của anh Mỹ nó gần như là nó là chủ của thế giới này. Mà nó không cho anh kia vào chơi đó thì là anh khóc thét. Mình nói đúng là cũng như là cũng nhờ cái cuộc bầu cử 3 tháng 11 vừa qua đó, là mình nhận diện ra được những cái, nhất là trong cộng đồng của người Việt Nam mà của mình. Tại vì hẳn nhiên livestream của anh là mình nói về vấn đề xứ Mỹ, nhưng mà cái nội dung quan trọng của những cái livestream của mình từ hồi đó tới giờ đó là luôn hướng về đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì mình, đây là lần đầu tiên mình nhận diện ra được tất cả những hội đoàn hoặc là những người nào đấu tranh thật tình cho đất nước Việt Nam của chúng ta, hay là họ chỉ đấu tranh vì một cái vấn đề quyền lợi cá nhân hoặc là của đảng phái. Thì mình hy vọng là khi Donald Trump thắng thì người Việt Nam của chúng ta tại hải ngoại hoặc là trong nước sẽ nhận diện ra được ai là người đứng sau lưng mình để mà ủng hộ cho người Việt Nam có một cái tinh thần đấu tranh gọi là để mà chống lại chế độ cộng sản, mà không bị trôi nổi vào trong những cái thế lực của họ đó, để mà họ lèo lái, để mà họ làm theo cái ý của họ. Cái đó là một cái điểm hy vọng. Không biết anh nghĩ sao thành về cái những gì mình mới vừa nói. Rất là xin lỗi anh, tại vừa có một cái tin nó hơi hơi gấp một cái, cho nên tôi bị phân tâm. Anh tôi để anh lại. Cảm ơn anh Thành nhiều nhé. Lâu rồi anh Thành mới bán cái cho mình một vấn đề như vậy. Thì những cái trong những cái vấn đề mà mình nói về sự chia rẽ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thì chắc là các anh chị em trong nước hoặc là ngoài nước đã nhìn thấy rõ là hiện thời cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã chia rẽ ra rất nhiều. Nếu mình nói về bên Mỹ thì mình không có rành lắm, nhưng mà nói bên Pháp nó gần như là chúng ta gần như không có thể nào ngồi nói chuyện với nhau được nữa về cái vấn đề mà tinh thần đấu tranh cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Thì tôi hy vọng rằng sau cái ngày mà 20 tháng 1 này đó, thì chúng ta sẽ có một cái hướng đi rõ ràng hơn cho cái phong trào đấu tranh cho người dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nghĩa là chúng ta đấu tranh vì đất nước Việt Nam, chúng ta đấu tranh cho cái quyền lợi của đất nước Việt Nam, chứ không phải chúng ta đấu tranh
cho riêng bản nhân cá nhân của mình, cho một cái đảng phái, một cái phong trào, để mình có một cái tiếng nói. Tôi là ông Thành hay là tôi là ông Phải là cái người luôn luôn đấu tranh cho cái người dân Việt Nam của chúng tôi, phải tôn trọng chúng tôi. Cái chuyện đó là cái chuyện không có nên xảy ra. Đối với mình, khi mình đi ra mà đấu tranh cho người dân Việt Nam của mình đó, là mình phải dẹp đi cái chữ tôi của mình. Mình không nên nghĩ là mình ở đây mình sống sung sướng quá rồi, mình muốn nói gì mình nói. Thì tại sao mình không nói cho người Việt Nam của mình, mà lại tại sao mình muốn luôn luôn muốn gầy dựng cho mình một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn, mà thật ra trong thâm tâm của mình đó, nó thật ra nó không có cái gì hết. Nó là trống lỏng. Và ngày bầu cử, cuộc bầu cử gần đây đó, đã cho chúng ta thấy rõ những cái thành phần nào đã đấu tranh về cái quyền lợi cá nhân của họ. Mà chúng ta đã nói trong những cái livestream vừa qua về vấn đề của Việt Tân, của Trịnh Hội, của Trần Kiều Ngọc hay là những người khác. Bây giờ mình hỏi, lát mình sẽ đi sâu chút xíu nữa, có thể là anh chị em không thích tôi sẽ nói ra những gì tôi sẽ nói. Anh hình dung như thế nào cho đất nước Việt Nam của mình nếu mà một ngày nào đất nước Việt Nam mình không còn cộng sản? Vâng, câu hỏi nó tại vì cái này là cái thời cơ, tại vì đối với anh đây là một cái thời cơ ngàn năm một thuở. Nghĩa là nếu mà Trump mà thua kỳ này đó là kể như là anh em mình chết, nghĩa là không bao giờ thấy được đất nước Việt Nam mình có một cái cơ hội nào để mà đứng lên chống lại chế độ cộng sản hết đó. Thì cái thời gian đó không biết là bao nhiêu trăm năm nữa, đến lúc đó là tụi mình chết hết rồi. Thì mình bây giờ cái câu hỏi mình đặt ra cho anh đó là tổng thống Trump thắng, cộng sản sụp đổ, anh thấy đất nước mình nó sẽ như thế nào? Câu hỏi này rất lớn nha. Nó là một câu hỏi lớn và nó cần phải được tham cứu bởi nhiều người. Tuy nhiên á, nó cần phải được đặt ra. Rất cảm ơn anh khi anh đặt ra như vậy. Nó cần được đặt ra để chúng ta là những người gần như là tiền đề, những người gào lên, những con én không làm được mùa xuân nhưng nó báo được là cái mùa xuân nó đi. Bởi vì cái nỗi lo lắng đối với bản thân tôi đó là tình hình đất nước nó lại rơi vào như giai đoạn lịch sử 1945. Tức là chúng ta lỡ úa đúng không? Khi năm 1945, khi mà đệ nhị thế chiến chấm dứt, Việt Nam chơi vơi, tức là những người gọi là hoạt động chính trị của Việt Nam, có ý thức chính trị Việt Nam là chơi vơi giữa cái thế lực của Nhật với cái thế lực của tàu, hai tàu, tức là tàu Trung Hoa Cộng Hòa và tàu Trung Hoa Cộng Sản, và một cái thế lực thứ tư là với người Pháp. Cho nên nó nhìn đâu nó cũng, tức là nó không có một cái gốc nào cả. Bây giờ mình nhìn về cái giai đoạn năm 1945 thì quả thực nó là một cái giai đoạn không đầu, giai đoạn mà cha anh của chúng ta, cha ông của chúng ta là không có chuẩn bị kịp. Anh có nghĩ là tại vì về những cái sự suy nghĩ vậy mà chúng ta đã mất đi một cái cơ hội thành lập một đất nước Việt Nam hùng mạnh hay không? Đúng. Năm 1945. Chúng ta đã để cho một bọn ăn trộm nó giành được quyền. Tức là cộng sản, đối với tôi cộng sản là một bọn ăn trộm, bọn ăn cướp. Đúng rồi, nó cũng không có siêu đẳng gì lắm. Vấn đề là cha anh của chúng ta đã u ớ trong cái giai đoạn năm 1945, không bắt kịp thời đại. Bởi vì ngay như cái chuyện mà phối hợp với người Nhật, dính liên minh với người Nhật cũng vậy, đó là chúng ta đừng quên là phong trào Đông Du, là cụ Phan Bội Châu là chạy sang Nhật để làm phong trào Đông Du, để tìm cách thoát khỏi cái chế độ thực dân của Pháp. Nhưng khi mà chúng ta sang bên Nhật, chúng ta Đông Du đó, thì nghĩa là chúng ta cũng chọn lựa một cái, tức là chọn lựa đứng về phía người Nhật. Đừng quên là Cường Đễ, Đức Cường Đễ là cắm sang bên Nhật để xây dựng một cái thế lực để chuẩn bị cho sự độc lập của Việt Nam, một cuộc cách mạng tại Việt Nam. Thì cái phong trào Đông Du khi mà bị vỡ đi như vậy, và đồng thời cái giai đoạn của phong trào Đông Du đó,
của cụ Phan Bộ Châu thì nó có một cái phong trào khác, phong trào cách mạng khác mà nó lại chạy sang Pháp. Đó là phong trào của cụ Phan Chu Trinh, hai người đều là họ Phan hết. Thì cái cách của cụ Phan Chu Trinh đó, nó êm ả hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nhưng không kém phần quyết liệt. Thì hai cái cách đó là một bên đi theo Nhật, bên đi theo Pháp. Thì một bên đi theo Nhật, một bên đi theo Pháp, nhưng sự kiện nó xảy ra, nó lại xảy ra đến, nó đi đến cái diễn trình là anh Tàu anh nắm quyền lực, anh ảnh hưởng được quyền lực vào Việt Nam. Cho nên những người đi theo bên Nhật đều là những người thông minh, đều là những người elite. Cụ như là chính phủ của cụ Trần Trọng Kim đều là những người hết sức giỏi. Và những người đi theo Pháp, theo Bảo Đại cũng đều là những người giỏi, nhưng đâu đó học thuật không, nó không có, nó thiếu một cái đội ngũ hành động. Và cái bọn Tàu là nó có cái lực lượng để huấn luyện ngay, đôn đẩy ngay, để có một cái lực lượng răng đen Mã Tấu để làm cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ bạo lực, đó là bọn ăn cướp cộng sản. Cho nên chúng ta thua là thua như vậy. Đồng thời một cái chuyện nữa là giai đoạn năm 1945 là giai đoạn người Nhật đã đang đi đến cái giai đoạn phải gọi là thua rồi. Được. Trong khi đó thì một lực lượng cách mạng của chúng ta lại đi theo người Nhật. Tức là chúng ta thiếu tình báo, thiếu thông tin tình báo. Ở đệ nhị của thế chiến là Nhật đã 45 là đã đi đến xiểm liễng rồi, sau cái trận Trân Châu Cảng là xiểm liễng rồi. Mà chúng ta lại chọn đó làm đồng minh, thì vừa là yếu tố quân sự đối với thế giới, đối nghịch với thế giới, mà vừa là cái chuyện là mất chính nghĩa đối với chính những người dân của Việt Nam. Vốn dĩ người dân của chúng ta lúc bấy giờ đó là để mà phân tích về vấn đề chiến lược, phân tích về vấn đề chính nghĩa là khó lắm, cảm tính nhiều quá. Cho nên ngày hôm nay cũng vậy, người dân Việt Nam đó là đang bị lâm vào một cái tình trạng là thôi chuyện chính trị bỏ mặc cho chúng mày, kệ mẹ chúng mày mấy anh Bắc Kỳ, kệ mẹ chúng mày mấy thằng cộng sản, tao chỉ lo làm giàu, tao chỉ muốn có tiền. Nhưng đã cần phải nhìn rằng anh có tiền đến đâu đi nữa, đến lúc mà nó lấy, nó đập, nó cần thiết, nó đập, nó đói là nó sẽ đập anh. Thì giờ này là tôi nghĩ là đang, nó là cái cơ hội, bởi vì cái chuyện ông Thông thắng nó là chuyện chính trị, nó là chuyện chính trị quốc tế. Nhưng đối với Việt Nam ấy, cái thời gian sắp tới, tôi nghĩ là khoảng năm tới là nó sẽ xảy đến sự loạn lạc vì đói, loạn lạc vì cái thằng Trung Cộng nó đổ ụp xuống, đổ ụp về kinh tế, đổ ụp về đủ thứ chuyện, thì nó sẽ xảy ra cái nạn nhân mãn ở phía Bắc. Tức là Tàu vì kiếm ăn, vì sống, là người Tàu họ phải tràn xuống dưới phía Bắc. Và phía Bắc của Việt Nam vì thế nó là một cái nồi canh hẹp. Còn phía Nam của Việt Nam ấy, thì đừng quên là cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thằng Trung Quốc nó gần như nó đã mua Đức. Mới đây nó có chuyện thằng Sri Lanka. Tức là người dân Sri Lanka họ đã không chịu nổi nữa, họ bùm luôn thằng Thủ tướng. Thằng hình như là thủ tướng hay là bộ trưởng gì đó, là bắn chết luôn cái thằng mà ký cái những cái hợp đồng lớn với thằng Trung Quốc là đã bị bắn nổ đầu. Thì đối với phương Nam của Việt Nam cũng vậy, chúng ta nhìn qua thằng Campuchia là thằng thủ tướng của Campuchia là gần như là nó đã bị mua Đức bởi Trung Quốc. Và những cái phi trường nó làm, những phi trường quân sự cực kỳ lớn làm tại Trung Quốc, tại Cao Miên. Thì chính những cái điều đó để cho chúng ta nhìn thấy là phía Nam ấy, ở phía Bắc thì bị cái chuyện loạn vì đói, nhưng ở phương Nam nó loạn vì chiến tranh nha coi. Hồi nãy anh khi mà nói những cái bài học của năm 1945 đó, theo nghĩ là khi đến cái hồi thời mà đệ nhất Cộng hòa năm 1954 tới khi mà ông Diệm bị ám sát là năm 1963, và thời đệ nhị Cộng hòa từ sau đó cho tới năm 1975,
những cái người lãnh đạo của mình có rút tỉa ra được những cái bài học, những cái lỗi lầm của mình của năm 1945 hay không, mà để cho cái đất nước, cái đề, thời đại dị công bào nó bị sụp đổ như vậy? Tôi nghĩ không. Không, phải không? Yeah. Anh có nghĩ là cái thời đại dị công hòa của mình là mình đã cho cái đất nước Việt Nam, mình đã cho một cái số người có ảnh hưởng về vấn đề tôn giáo hoặc là văn hóa, xã hội một cái sự tự do quá đáng hay không? Gần như vậy thôi. Thứ nhất đó, là đối với tôi đó, ở cái điều gợi ý của anh về phần thứ nhất là những người lãnh đạo nó có học được bài học nào không? Tôi nghĩ là các vị đó chưa có cơ hội để học, và các vị đó cũng chưa có nhu cầu, chưa thấy được cái nhu cầu là phải học giai đoạn lịch sử năm 1945. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng cái nền đệ nhất Cộng Hòa đó, đối với tôi là nó rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên là từ năm 1956 cho tới năm 1963 họ đã xây dựng được như vậy. Yeah. Cực kỳ là ngạc nhiên. Bởi vì đừng quên rằng thành phần tướng lĩnh, tức là quân sự của Việt Nam là Tây học, toàn là những đứa học bên Tây, toàn là salon Tây không? Từ Nguyễn Cao Kỳ, kể cả là Nguyễn Văn Thiệu, Tôn Thất Đính, Nguyễn Khánh, Nguyễn Kim, tất cả đều học ở bên này, ở Sanh Xia, hoặc tức là những trường quân sự bên này, được đào tạo của Pháp. Mà quân sự của Pháp với quân sự của Mỹ, hai cái cách ứng xử hoàn toàn khác nhau. Mà cái giai đoạn đó là Mỹ, tức là Pháp là hận Mỹ ở cái chuyện là Mỹ đã không có giúp Pháp trong cái trận Điện Biên Phủ. Nếu như Mỹ chỉ làm vài tour gọi là bỏ bom thôi, cái vòng ngoài của Điện Biên Phủ thì mấy anh tàu chết ngắt, mấy anh tàu chết hết, cái kia sạch đấy, là mấy anh tàu điên, mấy anh tàu là ở cái thung lũng Điện Biên Phủ là sẽ không làm được cái gì cả. Tuy nhiên đầu óc của tôi bị loạng quạng. Rút tỉa được cái bài học gì hay không? Rồi em nói là có thể là, thì cũng như anh mới vừa nói, nhấn mạnh lên đó là cái thời mà của đệ nhất Cộng Hòa dưới cái sự lãnh đạo của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đó. Cần đối với anh là một sự ngạc nhiên là mình đã trong vòng có mấy năm nè. Thật ra một cái quốc gia mà muốn xây dựng một cái nền Cộng Hòa đó, nó phải cần nhiều năm đó. Không có thể mà trong thời gian mà có 5, 6 năm, gọi là 7, 8 năm mà mình có thể có một cái nền. Cho nên mình mới nói đó là sự ngạc nhiên, nhưng mà vẫn... Đó là một sự hết sức là ngạc nhiên. Thì anh vừa mới đi làm ra mà anh đến tôi ngay, cho nên uống nước phải cần thiết. Anh nhớ nhắc lại nhé, cái câu hỏi để tôi. Vâng, anh đợi lại cái điều đó là mình nói, bởi vì tất cả gần như chúng ta đều đồng ý đó, cố tổng thống Ngô Đình Diệm đó là một cái người lãnh đạo gọi là cô đơn mà rất tài ba, mà là đem tới một cái giá trị của một cái nền Cộng Hòa cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà cũng như những lúc trước anh đã nói là vo những cái thế lực của Wittenberg là này kia đó, là nó đã đi đến cái sự mà ám sát và ám sát của Tổng thống Ngô Đình Diệm đó, đem lại bắt bỏ này kia đó. Rồi trong cái thời đại dị Cộng Hòa của mình cũng chẳng rút tỉa ra những cái gì bài học để mà gây dựng lên cho đất nước. Mấy ông đâu có chính trị đâu. Mấy ông tướng nhảy ra làm chính trị. Mấy ông tướng Minh Râu chẳng hạn, bốn mấy tuổi đầu. Còn bây giờ chúng ta đều là những người 60 tuổi. Chúng ta nhìn về những người làm chính trị của thế giới, cũng như nhìn cái vận mệnh của đất nước, chúng ta thấy anh chàng 40 sao làm được việc. Mà đó, chúng ta nhìn thấy sau khi mà ông Diệm ông mất là toàn một đám lăng nhăng lố nhố 40, trên dưới 40 này, là hết sức là lố nhố. Tôi nhìn cái chuyện sụp đổ của đệ nhị Cộng Hòa đó, đó là chuyện tự nhiên. Chuyện tự nhiên. Trở lại cái chuyện mà anh vừa mới nói là chúng ta nhìn thấy ông Ngô Đình Diệm là một người giỏi
tôi nghĩ là ông giỏi. Nếu mà gọi là cho điểm thì ông chỉ là 6/10 thôi. Tại cái dở nhất của ông ta là ông ta không đủ bạo lực. Tôi coi cái đó một hình thái sang đâu. Chúng ta nhìn đúng vào cái thời kỳ đó là Nam Hàn, là thời kỳ của Phật Chanh Hy, thời kỳ của Lý Thừa Vãn. Đồ mẹ từ đó, cái thời đó mà gặp, tức là phát hiện ra cộng sản là bộp liền. Và chúng ta nhìn qua Suharto, nhìn qua Nam Dương, cộng sản lùa tụi mày vào lỗ, đốt luôn, cho tụi mày chết sạch luôn. Nó phải như vậy. Mình có bị ảnh hưởng về vấn đề tôn giáo hay không? Về cái tư tưởng tôn giáo nó làm cho ông Tổng thống Ngô Đình Diệm không có dám dùng những cái bạo lực đó trong cái sự. Thứ nhất là tôn giáo, thứ hai là Sa Lông. Sa Lông, tôi nói điều này có nhiều người không đồng ý, nhưng mà cái thái độ của ông Ngô Đình Diệm khi người ta hỏi về cái thái độ của những người như Suharto hoặc là thời của bên Nam Hàn ấy, thì chính ông Ngô Đình Diệm không thể, tức là không thể chấp nhận được. Đại khái là chúng ta elite, chúng ta là một cái giới cao hơn, một cái tầng lớp cao hơn, chúng ta không thể nào hành xử man rợ như họ được. Nhưng mẹ đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mà mặc áo cà sa thì tiêu. Tại vì sao nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ về cái thời đại diện cộng hòa của mình đó, mình thấy những cái ảnh hưởng về mặt văn hóa, về mặt tôn giáo này kia đó, mình thấy cái đất nước Việt Nam mình thời đó nó quá tự do một cách quá đáng. Nghĩa là mình cho họ một cái quyền tự do để mà họ đi tạo nên những cái phong trào phản chiếm. Mình nói điển hình nhất là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Là một người đã viết bao nhiêu bản nhạc mà về vấn đề tình yêu này kia, là rất là, nghĩa là còn rất nhiều người họ còn theo dõi, còn nghe cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự sau đó khi mà chúng ta nghe những bản nhạc của ông thì mình thấy rõ ông đây là một người phản chiến. Khi mà ông ra cái bản nhạc mình nói là ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay, trên ngọn cờ bay này, chứ là cái cờ bay của ông là cái cờ bay của tụi cộng sản, chứ đâu phải là cái cờ bay Việt Nam Cộng Hòa đó. Nhưng mà mình thấy rõ ông ta là một cái người phản chiến, nhưng mà cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn để cho ông ta tiếp tục làm việc, vẫn để cho ông ta sáng tác nhạc. Và những cái đó nó đi vào trong cái tâm thức của người Nam, miền Nam Việt Nam của mình. Mà đối với cá nhân của mình nói đó là một cái sự nguy hiểm nhất. Rồi nhiều khi mình ngồi mình nghĩ, cái gì mà nó đem tới cho cái người Việt Nam mình tính, gọi là có thể là có một cái ảnh hưởng về vấn đề cái lòng yêu nước của người Việt Nam của mình. Mình gần như mình thấy hình như là chỉ có âm nhạc đó, gần như là âm nhạc nó đóng một cái vai trò rất lớn. Về vấn đề sách vở hoặc âm nhạc, mình thấy âm nhạc nó đóng một vai trò rất lớn về cái tư tưởng của người Việt Nam của mình. Khi đó bao nhiêu cái thanh niên lớn, người sinh viên lớn lên trong cái thời gian mà năm 68 trên năm 1972 đó, gần như là nó, mình nói là có thể 70-80% sinh viên Việt Nam mình thời đó là không có muốn chiến tranh, mà trôi nổi vào trong những cái dòng nhạc của Trịnh Công Sơn đó, để mà gây lên những cái phong trào gọi là chống lại vấn đề đi lính, rồi không muốn bị bắt lính thì kia. Anh thấy rõ năm 1972-73, rồi những chuyện xung đột của bên tôn giáo, vấn đề tôn giáo cũng vậy. Mình thấy là có những cái sự xuất hiện của Thích Nhất Hạnh hoặc là của Thích Trí Quang, những cái người đó, những cái phần phía Ân Quang, mình thấy là họ là những cái người có những cái tinh thần gọi là phản chiến, gọi là có một cái lợi rất lớn cho cộng sản trong cái thời gian đó. Mà tại sao những cái người làm chính trị, những lãnh thổ quốc gia thời gian của dưới nhiều đời Việt Nam Cộng Hòa không có một thái độ nào gọi là cứng rắn hơn, hay là nói xài cái chữ độc tài đi, nói mày sáng tác ra bản nhạc đó tao không cho, tao bỏ tụi mày, mày sáng tác tao bắn mày chết đó. Tại sao mình không có dám làm những cái đó mà để cho nó bây giờ đến năm 75 khi mà mình nhìn lại đó, mình thấy thật ra cái đó là một cái gì mình có thể chặn trước rồi, mà mình là không nên, mình cứ để nó tràn lan cho tới ngay cả sau này tại hải ngoại của chúng ta. Nhìn vào Asia hay Paris by Night, những cái người mà gọi là thông đồng làm việc chung với cộng sản, hoặc Asia là những người của Việt Tân, của Trúc Hồ, mà tôi bảo đảm 100% là anh chị em vẫn có rất nhiều người vẫn còn theo dõi và coi họ. Nhưng mà nói tại sao mình lại biết họ là người làm việc với cộng sản, biết họ là cái người theo Việt Tân, theo cái đảng gọi là tào phỉ dân chủ của Cộng Hòa này kia đó, mà tại sao chúng ta vẫn còn xem nhạc tụi nó, ủng hộ tụi nó, là lý do tại sao chúng ta không có đủ can đảm để mà đứng lên mình nói ô mày là cái thằng
không có đi cùng chung lý tưởng với tao, tao chống mày tới cùng. Mà tại sao chúng ta nói, ờ thôi, cũng sao, không sao, cái vấn đề chính trị là mình không có thèm để ý tới. Miễn làm sao mình về nhà tối, mình mở cái nhạc lên, mình nghe nhạc của nó là đủ rồi. Mình cảm thấy khuây khỏa trong một vài phút đó. Nhưng mà đó là những cái sự gọi là khuây khỏa, nó chỉ có thể có giá trị trong vòng vài phút thôi. Nhưng mà sau đó, đó nó không còn một cái giá trị gì nữa hết. Rồi cái tâm linh, cái tư tưởng của người Việt Nam mình như thế nào khi mà chúng ta nhìn vào đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay? Tại sao mình không dám dứt bỏ những cái đó đi và mình tìm những cái gì nó có giá trị hơn về vấn đề tâm linh, về vấn đề gọi là gây dựng lên cái tinh thần yêu nước của người Việt Nam của mình. Cái đó là những cái suy nghĩ của mình trong những ngày gần đây. Mình nói là không lẽ đất nước Việt Nam của chúng mình, dân tộc Việt Nam của mình đã bị trôi nổi vào bao nhiêu năm trời nay về vấn đề văn học, âm nhạc hay cái gì đó, nó làm cho mình mất đi một cái chí khí của một cái người dân Việt Nam gọi là ngày xưa. Dạ vâng. Trước khi đi vào các câu trả lời, bên này có cái nick gọi là làng người, tức là anh biến chào các anh Phạm Thành và anh chị em tị nạn cộng sản dành sức khỏe ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa mãi mãi trường tồn nha các anh chị em ơi. Vâng, xin cảm ơn các anh chị em. Chúng ta sẽ là như vậy thôi. Điều mà những điều anh vừa mới gợi ra đó, tôi nghĩ rằng tôi dùng cái chữ rạch ròi, chứ không phải anh dùng cái chữ can đảm, tức là người chúng ta là chưa đủ can đảm để nhận ra cái này, hay nhận ra hành xử cái này, hành xử cái kia. Tôi nghĩ trước khi mình nói đến chữ can đảm, tại người Việt Nam thì can đảm có thừa. Đối với tôi, người can đảm, liều lĩnh là có thừa. Nhưng tôi muốn nói đến cái chữ rạch ròi. Mà muốn rạch ròi thì chúng ta phải có nhiều thông tin để chúng ta có một cái ý thức rạch ròi, chúng ta phân định được cái này là tào lao, cái này là đúng, cái này là sai, tức là AB nó phải rạch ròi. Thực ra là chúng ta không có rạch ròi, kể cả là giai đoạn của ông Ngô Đình Diệm cũng không có rạch ròi. Ông Ngô Đình Diệm thì rạch ròi đó, nhưng mà tướng lĩnh và thậm chí là dân chúng không có rạch ròi. Chúng ta hãy nhìn về cái chuyện là người dân miền Nam ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam gần như là một nửa người dân miền Nam là ủng hộ mặt trận giải phóng miền Nam, bởi vì nó có một cái sự nó làm cho không rạch ròi, đó là nó thừa hưởng những người đấu tranh của mặt trận giải phóng miền Nam ấy, là thừa hưởng một bước tiếp nối của cái phong trào thanh niên xung phong, thanh niên tiền phong. Thanh niên tiền phong là cái giai đoạn 1930-1940 họ rất là đẹp, chống ngoại bang. Giờ đùng một cái, thằng Pháp đi rồi, tưởng là đuổi được đi rồi, giờ lại đùng cái thằng mắt xanh mũi lõ anh Mỹ vào. Cho nên cái nhìn của người ta đó, bằng cái cảm xúc người ta bị lẫn lộn ngay, và thằng cộng sản nó luồn lách vào cái đó để nó đẩy cái nó lên thành một cái gọi là gần như ý chí để mà làm ra những cái hành động chống phá. Cho nên tôi muốn nói là nó không có rạch ròi. Thì vấn đề ca nhạc cũng vậy. Ông Trịnh Công Sơn cho đến lúc ông chết, ông vẫn chưa rạch ròi được. Ông không biết ông đúng ông sai. Thì huống gì, tức là đó là một người nhạc sĩ, đó là người làm nhạc, đến lúc chết vẫn còn lơ lửng, vẫn còn không rạch ròi. Thì huống gì là những người khào khào ca hát nhạc kiếm tiền của ông ta, giống như là mà Khánh Ly. Và nó còn lổm nhổm hơn nữa khi mà chúng ta đi nghe bà Khánh Ly hát, rồi là chúng ta trả tiền cho bà Khánh Ly hát. Cái điều đó đầu tiên phải trách là trách chính chúng ta. Chúng ta không, chúng ta thiếu rạch ròi. Chúng ta không có sự rạch ròi. Chưa nói đến sự can đảm mà nói đến sự rạch ròi. Mà khi mà chúng ta không rạch ròi như vậy, nghĩa là chúng ta u mê, chúng ta tự cho, mặc định cho chúng ta có cái quyền dễ dãi đối với vấn đề lịch sử. Cho nên người dân Việt Nam hiện tại, bây giờ kể cả trong nước lẫn ngoài nước, là chúng ta lơ láo đối với những vấn đề lịch sử như vậy. Chúng ta hành xử
gọi là những cái chuyện về văn hóa, về những cái chuyện tư tưởng là chúng ta hành xử một cách nó rất là lơ tơ mơ. Cái chuyện của ông Trịnh Công Sơn không phải là chỉ có cá nhân một ông Trịnh Công Sơn, nó còn có như Tôn Thất Lộc, Miên Đức Thắng, thế này thế nọ, rất nhiều, rất nhiều. Và đó là những bài hát hay. Tôi một cái bài của ông Miên Đức Thắng mà tôi hay hát hoài, đó là Bỏ Làng Ra Đi. Những người gọi là chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đều có chế độ kiểm duyệt, thì mình thấy rằng nó có sự nhân bản, đó là chấp nhận là tư tưởng nó có khác biệt nhau đi thì cũng chấp nhận. Nhưng cái bài Bỏ Làng Ra Đi đó thì còn có thể chấp nhận được, chứ còn người nô lệ da vàng đó thì là người con gái Việt Nam da vàng, tức là người nô lệ da vàng thì đã không thể nào chấp nhận được. Những cái chuyện như vậy đó là nó dẫn cái tầng lớp, gọi là tầng lớp thanh niên ấy, thay vì nó đi lên trên một con đường đại lộ thì nó chui vào những con đường hẻm. Cho nên rất là đáng tiếc, rất là đáng trách khi nhắc đến ông Trịnh Công Sơn. Đối với tôi đó là một hiện tượng để cho chúng ta nhìn vào cuộc chiến năm 1900, cái giai đoạn năm 1965-1975, coi như là 10 năm, là chúng ta luồn cuộn, tức là xà quần, không có một cái ý thức nào cả. Mình thấy khi mình nhìn lại cái xã hội vào thời Việt Nam Cộng Hòa, cái thời gian đó, nó gần như một cái nồi cháo heo, nó về vấn đề tôn giáo, văn học, nghệ thuật, nó lộn xộn, mình không có... Văn học thì tương đối. Dạ. Mà nó không, gần như nó không có ai định nghĩa được, người này tốt, người này xấu, người này đang thật sự làm những gì có lợi cho đất nước Việt Nam của chúng ta, những người này đang có lợi cho Cộng sản, mà mình không dám... Elite. Đó, tức là nó thành phần tinh hoa. Dạ. Tại cái thời gian đó, có một lần chúng ta đã nói chuyện với nhau liên quan đến Caravan. Dạ. Tức là cái khu khách sạn Caravan. Dạ. Ấy. Khu khách sạn Caravan là khu cổ cồn. Dạ. Tức là những người mặc định tự cho mình là trí thức. Dạ. Và thực ra là các ông toàn là salon thôi. Đã có anh câu hỏi này. Thật một khi đất nước Việt Nam đã là ông Trump thắng, Cộng sản Trung Cộng lật đổ hay bị sập đổ, đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ tìm lại tự do. Cộng sản Việt Nam không còn trên đất nước Việt Nam của chúng ta nữa. Những người trẻ sẽ đứng lên nắm cái chính quyền của Việt Nam. Bây giờ họ đã nhìn rõ được rằng ai là cái người đấu tranh cho dân tộc Việt Nam của chúng ta sau cái cuộc bầu cử năm 2020. Mình hy vọng họ sẽ không bị trôi nổi vào trong những cái thế lực đấu tranh đó như thế nữa. Anh có nghĩ là họ có nên độc tài trong thời gian đầu hay không? Để mà dẫn dắt đất nước Việt Nam chúng ta đi vào một cái con đường anh hay chính đạo. Tôi độc tài hả? Tôi bị dị ứng với cái chữ độc tài. Ok. Tôi bị dị ứng với cái chữ độc tài. Tôi muốn cái chữ gì? Tức là một cái sự nghiêm khắc cần thiết. Độc tài không có nghĩa là nghiêm khắc. Tức là một ông cha, tức là bố của chúng ta, một ông bố chỉ có rượu thôi đó, thì nó sẽ độc tài. Nhưng một ông bố mà nghiêm khắc thì nó khác. Tôi nghĩ ít nhất là khi cái câu hỏi của anh nó nhiều quá, nó nặng quá, nhưng mà tôi gợi ra là tôi muốn gợi lại để cho chúng ta dễ hiểu hơn, cho chúng ta ngắn hơn, cái nhìn nó ngắn hơn, nó gọn hơn, đó là thâm thắng thì đồng nghĩa với cái chuyện là anh chàng Cộng sản Trung Quốc, anh sẽ CGOE, tức là anh sẽ đứng không vững nữa. Đấy. Và có thể trong vòng một năm trời đó là anh sẽ phải co cụm là anh tự lo cho anh. Cái thằng đàn em, con đỉa nó bâu vào chân là nó sẽ nhổ nước miếng cho con đỉa nó buông ra. Tức là con đỉa Cộng sản, những thằng tay sai nó sẽ buông ra. Và những thằng đó tay sai, con đỉa khi mà nó không có cái chỗ để nó bám, để nó hút máu nữa, thì nó sẽ quay lại nó hút máu người dân một cách tích cực hơn. Đến lúc đó người dân sẽ thấy rằng chịu không nổi nữa và sẽ đi đến cái chuyện làm loạn. Đó là theo cái hình thái tiêu cực. Còn cái hình thái tích cực thì nó ở cái chuyện khác. Chúng ta ở đâu? Tức là nó sẽ có sự can thiệp, không phải chúng ta không, mà ngay như là một lô lính gốc Việt, một lô lính gốc Việt đều là rất nhiều những người yêu nước, rất nhiều những người họ vào lính là để họ nhắm rằng họ sẽ quay về ạ.
đã quay về Việt Nam bằng cách này cách khác họ quay về. Và bây giờ đó, cái chuyện đó trước đây họ có thể mơ hồ, nhưng bây giờ nó đang hết sức rõ ràng, bởi vì cái vấn đề biên giới nó đã nhòa đi rồi. Bây giờ nó đi đến một cái ý thức, đó là ý thức cộng hòa. Cho nên họ đang nhìn thấy rằng cái ngày trở về của họ đó nó hết sức là cụ thể. Trước đây đó, thí dụ như Obama hay này Bill Clinton, ông ta còn loanh quanh luẩn quẩn, những ông cựu tổng thống đó còn loanh quanh luẩn quẩn ở cái chuyện cái quyền độc lập của xứ sở, cái xứ sở đó, tức là quyền không có được tức là cái cá nhân, cái độc lập của xứ sở đó, đó thì họ nói chuyện với nhau. Mình là người nước ngoài, mình là người nước khác, không có quyền can thiệp vào. Cha Thum nó đâu có như vậy. Cha Thum là mẹ đục nó đục. Tức là mày vi phạm nhân quyền, mày chơi tầm bậy tầm bạ, mày đàn áp người dân khi người dân họ có thái độ, để xác định với thế giới rằng mấy cái thằng chính quyền này nó đang ăn cắp quyền của chúng tôi. Cha Thum nó đâu có để yên. Chúng ta thấy là những cái hành động của ông Cha Thum kỳ vừa rồi liên quan đến Đài Loan hoặc là liên quan đến Hồng Kông ấy, là cho chúng ta thấy là đâu có cái chuyện là ông ta né vì là cái chuyện đó là chuyện độc lập của một xứ sở nào đó thì ông ta không có can thiệp vào. Liên Hiệp Quốc sẽ ngăn cản cái sự can thiệp đó. Cái chuyện của ông Thum, chúng ta đang nhìn thấy là Liên Hiệp Quốc, nếu mà anh chàng Thum ánh lên, anh giữ được 2 năm thôi là cái anh Liên Hiệp Quốc cũng si gà que giống như thằng Tàu luôn. Mà phải thay đổi, nếu không thay đổi là chết. Thằng Trung Quốc cũng vậy, là loạn quạng là chết. Thì nó sẽ đi đến một cái tình trạng là người Việt Nam sẽ có cơ hội để đòi lại cái quyền của mình, đòi lại quyền làm người của mình, đòi lại quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền tư hữu của mình. Thì bảo rằng nó có một cái thời gian, cần một cái thời gian để tôi gọi là nghiêm khắc, tức là một thời gian, một số các anh chị em hay trong thời gian 1-2 năm nay đó, là có nhiều người nó gào lên là tôi thích đa đảng, tôi muốn đa đảng. Nhưng các anh chị em ấy chỉ nhìn ngắn thôi, nhìn gọi là nhìn được cùng lắm là tầm nhìn của 1 tháng 2 tháng thôi. Cho tới ngày hôm nay mình dòm lại cái, nếu mình muốn gây dựng một đất nước Việt Nam á, tại vì nó thật ra dưới bố, bây giờ mình không có nói tới miền Bắc, mình nói miền Nam thôi. Yeah. Sau 45 năm bị Đảng Cộng sản chiếm đóng thì gần như là 2 thế hệ của Việt Nam của mình nó bị hư não rồi. Yeah. Đó. Thì nếu mà thật sự mình có được một cái cơ hội để mà nắm lấy chính quyền, những người Việt Nam chứ không phải mình, không phải cá nhân mình, yeah, những người Việt Nam nắm lấy chính quyền để mà gây dựng lại đất nước đó, thì cái vấn đề đa đảng nó không thể nào xảy ra được. Nó sẽ tèm nhẹp ra như... Chúng ta cái đề tài này đó nó phải rất tế nhị, tại vì nếu không đó là chúng ta bị giống cộng sản, tức là người ta sẽ quăng dây thừng để mà cột anh em chúng ta vào cái chuyện là giống cộng sản. Tôi rất muốn nhắc lại là độc tài là không phải là chủ trương của chúng ta. Không, chúng ta không phải là những người độc tài, anh em chúng ta hình như có chữ Việt khác cũng có chữ khác xài thay chứ từ độc tài. Hồi nãy tôi nói cái tôi chỉ gợi hình đó là nó là một cái sự nghiêm khắc thôi. Nó một cái tức là nó lúc đầu đó là tôi gọi là nó cần có một cái chế độ gọi là chế độ một đảng. Yeah. Chế độ nghị viện, nó không phải là đảng. Tôi rất ghét cái chữ đảng. Người ta sẽ đấu tranh độc lập cũng được, hoặc đấu tranh theo tính cách hội cũng vậy cũng được. Tức là cái mô hình hội ngày hôm nay đó ở Việt Nam là chúng ta không có mô hình hội. Đã thí dụ tôi gợi ra cái chuyện là chúng ta ước mơ một nền cộng hòa. Yeah. Bởi vì chúng ta nhìn thấy thế giới ngày hôm nay nó xoay đi xoay lại, chỉ có con đường đó là con đường cộng hòa mới đi đến sự công bằng được. Okay. Công bằng và thịnh vượng được. Thì cái con đường cộng hòa đó nó cần ngay từ bây giờ phải có những cái hội. Dĩ nhiên thằng cộng sản thì nó không cho người ta làm hội, nhưng mà không phải là nó không cho thì chúng ta làm không được. Thay vì nghĩ đến mô hình đảng, một cái đảng nào đó ở Việt Nam, thì hãy nghĩ đến những cái mô hình hội và liên hội. Thí dụ là hội của một cấp xã 10 người thôi, ở trong xã là có một cái hội gọi là hội cộng hòa, tức là cái thời gian
năm 1960. Đó là cái thời kỳ của thanh niên cộng hòa, tức là ở đâu cũng có hết thanh niên cộng hòa, cái mô hình thanh niên cộng hòa. Thì bây giờ đó, nó cũng nên nhìn ra là những cái hội cộng hòa, hội cộng hòa trong cái xã nào đó, trong cái huyện nào đó, rồi dần dần liên đới với nhau để có một cái nghị hội tỉnh, nghị hội của tỉnh, tức là nghị viên. Cái đó nó sẽ ra một cái mô hình, gọi là một cái mô hình nghị hội cộng hòa chẳng hạn. Trong đó nó có những nghị viên của cấp tỉnh, và cấp tỉnh có được là do sự thảo luận, sự bầu bán của các cấp xã, cấp huyện. Tức là phải tập ngay từ bây giờ. Đúng. Thì để đến lúc đó chúng ta có một cái nghị hội, một cái nghị hội, trong đó có những nghị viên đại diện cho các tỉnh, các quận huyện, để ít nhất trong cái thời gian, tôi với cái suy nghĩ của tôi, đó, khoảng trong vòng 2 năm lâm thời, một cái chính quyền lâm thời. Cái chính quyền lâm thời đó, nó là lâm thời, chỉ có 2 năm thôi, để làm thế nào tạo ra được gạch nối giữa những cộng đồng người dân. Nếu chúng ta đã có những sự bất hòa với nhau, trong 2 năm đó phải tìm cách để giải quyết những sự bất hòa đó. Và đồng thời, những người nào muốn hoạt động đảng, thí dụ đảng tự do chẳng hạn, thì cái đảng mà anh gọi là tự do đó, anh có bao nhiêu nhân lực? Nó phải đủ một cái cấp số nào đó, thí dụ 10.000 người hoặc 5.000 người thì mới là một cái đảng. Anh mới có quyền làm một cái đảng. Và cương lĩnh của anh ra sao? Mục tiêu, tư tưởng, hướng đi của anh như thế nào? Anh hoạt động ra sao? Tiền ở đâu để hoạt động? Tiền tự anh hay tiền từ nước ngoài? Và tiền từ nước ngoài là tiền từ cái thằng nào? Đó là cái mấu chốt của vấn đề là tiền từ nước ngoài. Tiền từ thằng nào? Bởi vì chúng ta đang có cái cơ hội của nước Mỹ, là chúng ta nhìn thấy thằng Dân Chủ là nó bị lèo lái, nó bị giật dây bởi những bọn nhà giàu. Những bọn nhà giàu quốc tế, những bọn nhà giàu nước ngoài. Thì đây đang là cái cơ hội để chúng ta nhìn thấy rất rõ là những cái đảng phái hoạt động tại Việt Nam trong thời gian sắp tới đó, nó phải rất là cụ thể, anh hoạt động bằng cái gì, và nó phải rõ ràng hết. Anh nhận tiền nước ngoài thì phải đặt vấn đề ngay. Thì từ cái chuyện đó, chúng ta tôi nghĩ là phải từ 8 năm 8 năm mới đi đến một cái mô thức gọi là đa đảng. Còn từ 2 năm đến 4 năm nó nên là nghị viện, chế độ nghị viện, một viện mà thôi, để thúc đẩy và làm quen cho cái trưởng thành trong cái ứng xử chính trị, để đi đến lưỡng đảng. Tức là cho phép chỉ có lưỡng đảng, hoặc là cùng lắm là tam đảng, tức là ba đảng. Cùng lắm, đối với tôi đó là cùng lắm. Cái suy nghĩ dĩ nhiên có đúng, có dài. Thì nó chỉ nên là trong vòng 4 năm đầu, 4 đến 6 năm đầu, chỉ là cùng lắm là hai đảng hoặc ba đảng. Và từ sau đó, thí dụ như năm thứ 8, năm thứ 10 thì bắt đầu mới, khi mà đủ trưởng thành rồi thì lúc đó mới là đa đảng. Chứ nếu không nó sẽ y như cái nồi cháo heo vậy. Chúng ta nhìn lại cái giai đoạn năm 1960 đến năm 1975, tức là 15 năm. Từ năm 60 đến năm 75, tức là coi như chế độ Cộng hòa, sau khi lật được chế độ đệ nhất Cộng hòa, thì chế độ đệ nhị Cộng hòa nó là cái gì? Nó tè le từ lưa. Nó không đủ nghiêm khắc để giữ kỷ cương xã hội. Và nó ảnh hưởng ngoại bang. Đây là một cái đề tài khá lớn. Cảm ơn những cái câu trả lời của anh Thành. Bây giờ anh Thành có muốn mời cái người bạn của anh lên trên mạng để nói chuyện hay không? Hay là muốn đặt thêm câu hỏi? Vâng, để tôi báo anh. Anh ấy đã, nhưng mà anh chuẩn bị câu hỏi, tôi nghĩ là nó sẽ khá lâu. Anh Toàn ơi, anh Toàn có ở trên đang theo dõi hay không? Nếu có mặt, anh Toàn mấy giờ đấy? Giờ mấy giờ? 2 giờ rưỡi. 2 giờ rưỡi nghĩa là anh Toàn đã có mặt rồi. Nếu anh Toàn có mặt ấy, thì anh Toàn đánh một cái chữ OK dùm tôi lên trên màn hình, thì để tôi sẽ mời anh lên. Tại tôi đã để cái chế độ mời anh Toàn rồi đấy. Alo.
tức là anh toàn thay vì cò măng giống như là chào tôi một một câu đó, anh phải đánh lên trên màn hình một cái câu cò măng, rồi từ cái câu cò măng đó tôi mới mời anh lên được. Vâng, thưa các anh chị em, anh Toàn là một người anh em của chúng ta, và tôi rất mong ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là đối với tôi coi là một ngày cách mạng, một ngày khởi đầu của cách mạng, của cuộc cách mạng mà hết sức lớn lao. Không phải là cuộc cách mạng chỉ có liên quan đến quân sự, liên quan đến kinh tế, liên quan đến chính trị không, mà nó liên quan đến cả đến tâm linh, liên quan đến cả đến tôn giáo, nó hết sức là lớn. Nó là khởi đầu, nó là khởi điểm. Anh Toàn trong vòng 5 phút, nếu anh Toàn không có lên tiếng thì tôi với anh Phải sẽ tiếp tục cái câu chuyện trao đổi với nhau. Anh bây giờ là mấy giờ đây? Bây giờ là 2:32. 2:32 tối đa anh Phải, anh có tới giờ nào để em anh tiếng được? Vâng, thưa các anh chị em, trong vòng 5 phút nữa, nếu như anh Toàn không trả lời ở trên các comment đó, thì tôi với anh Huỳnh Công Phải sẽ đi sang một cái câu chuyện khác. Anh Đoàn Hòa có trên này hay không? Anh Trung có trên này hay không? Anh Trung Lưu, anh Đoàn Hòa có trên này hay không? Anh Kevin Võ thì không thể lên được, tại anh nói không được. Anh còn đeo, anh phải đeo thoải mái. Dạ, vâng, cũng thông báo với các anh chị em là một người thân của anh em chúng ta, đó là anh Kevin Võ. Đáng lẽ là trong cái live stream này đó là có mặt anh Kevin Võ, tuy nhiên anh Kevin Võ là bị Covid rất là đột ngột, và anh vẫn còn phải đeo cái máy trợ thở. Anh Đoàn Hòa, ok, anh Đoàn Hòa, mời anh Đoàn Hòa lên nhé, chúng ta trao đổi với nhau một chút xíu được không anh Đoàn Hòa? Được không ta? Không mời, sao không thấy động đậy anh chị? Không thấy động đậy chị. Không thấy động đậy gì hết. Anh Toàn không có mặt đó anh hả? Dạ. Nói đã mời anh Đoàn Hòa rồi đấy. Anh Hoàng Minh nói tín hiệu sóng ở đầm lầy có vấn đề, mấy đài lớn lên thêm trực tiếp hình ảnh mờ và hay mất tín hiệu. Vâng, tôi đã báo rồi mà các anh ấy không có, các anh không tin, các anh chỉ nói là làm sao có cái chuyện mà mất sóng được ở vùng đầm lầy, ở vùng Washington DC. Tôi đã lo ngại chuyện này từ hôm qua hôm kia. Nói chứ anh có được biết tin tức là có bao nhiêu người Việt Nam sẽ có vùng đầm lầy không? Không biết, nhưng mà hôm qua tôi có nói chuyện với chị anh Đoàn Hòa đó, anh lại một lần nữa.
Không phải là gọi đâu anh, này là mời Mời thẳng lên mời trên. thẳng lên 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 trên trên live view đấy. Còn nếu mà muốn gọi thì gọi thì gọi. Gọi gọi thì phải thay đổi. Phải thay đổi. Còn không nên được như vậy là phải 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 chờ đến một cái chương trình đặc biệt riêng với toàn. Còn tới được không? À, tại vì giờ này cho tới giờ này không thấy Dạ. anh. Vậy sẽ gọi anh Đoàn Hòa bằng máy ngoài nhé anh Đoàn Hòa. Tiếc là không có làm việc live stream được với anh Kevin. Nguyên tắc là anh Kevin ở giờ này là có mặt ở ấy rồi, Washington rồi. Anh đã mua vé máy bay hết rồi. Anh đây. Vâng thưa anh, anh chờ một chút xíu. Trái phải nhé. Dạ, chào anh Đồng Hoàng. Vâng, thưa anh Đoàn Hòa, thưa các anh chị em, anh Đoàn Hòa đang có mặt cùng với chúng ta. Vâng, thưa anh Đoàn Hòa, ở bên anh, xin được hỏi anh là, vâng, trước hết thì xin anh gửi lời chào đến các anh chị em. Anh có nghe được không ạ? Có, nghe rõ. Dạ vâng, xin anh gửi cho các anh chị em một lời chào. Anh chào Thành. Xin chào anh Phải và xin chào tất cả các anh chị em, các cháu đang coi live stream này. Và ngày hôm nay là cái ngày rất là quan trọng đối với chúng ta, những người nói thẳng ra là người yêu Trump và yêu chính nghĩa. Anh và yêu. bản thân tôi hy vọng rằng là Tổng thống Trump sẽ tiếp tục tái nhiệm cái nhiệm kỳ 2 này. Thưa anh Hòa, anh có vẻ yêu ông Trump thật sự. yêu vâng. Nhưng mà không cuồng. Dạ vâng. Không cuồng theo cái từ của cái người mà cam kết Trump nói như yêu. Mình nghĩ là Tổng thống Trump là cái người cực kỳ đặc biệt. Dạ vâng. Và nếu ai đó nghĩ rằng là ông Trump ông muốn ngồi cái ghế tổng thống giống như là cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó ngồi hai ghế ở Việt Nam hoàn toàn không phải. Ông Trump lên làm tổng thống không phải tiền. Trước đây ông đã nói rồi cái năm hình như là năm 2007 gì đó. Ông đã nói là ông Trump tức là coi mà ông thấy là không cần làm tổng thống mà ông là người dân kinh doanh nhưng mà ông chỉ làm tổng thống và chỉ ứng cử tổng thống khi nào ông cảm thấy cần phải giúp đỡ nước Mỹ,
cần phải cứu nước Mỹ, và Được. ông đã thực hiện đúng Được. đúng cái lời hứa của ông đó. Được. Được. Và nếu mình nghĩ rằng là trong những năm vừa rồi, và thật thậm chí ở anh ngay tại thời điểm này, nếu không phải là Trump mà là một bất kỳ một người Mỹ nào khác, thì gọi chắc chắn là người đó đã giơ tay đầu hàng cái bọn thế giới gầm, Được. và những cái bọn mà muốn áp đặt thế giới theo cái quyền của họ. Được, Như được. ông Trump không phải là như vậy. Với mình, ông Trump mặc dù không phải là ông, không mặc áo lính, như ông là người lính, và ông là người lính chiến đấu thất thủ. Được. Xin được hỏi anh là cái tình hình chung của người Czech á, tức là người Tiệp á, ở bên Anh á, thì cái tình hình chung đó là về chính quyền, về bên mặt chính quyền, chính phủ của Czech á, họ họ nghiêng về bên nào anh? Tức là họ ủng hộ ông Joe Biden hay là họ ủng hộ ông Donald Trump? Chung chung Nói chung về thật ra mình nghĩ là cả thế giới này, chứ không không riêng bọn họ Séc, và cả riêng châu Âu, thì nó đã bị cái bọn thế giới ngập nó môi trường lâu rồi. Cho nên là những lãnh đạo của các quốc gia ở trên thế giới là nghiêng về phía, có thể là họ không phục Biden, thế nhưng mà nó nghiêng về thế giới này ngập, bởi vì họ biết rằng là Biden là cái kẻ hiện giờ được được thế giới ngầm dựng lên, chỉ mặc dù chỉ là con rối thôi, là đại diện của thế giới ngầm, và lãnh đạo của các nước trên thế giới là sợ cái thế giới ngầm đó. Hôm nay mình vừa đọc báo xét xong, báo xét thì nói là những người ủng hộ Trump là hiện giờ tập trung có vài nghìn người, trong đó mình xem những cái video trực tuyến thì mình thấy có số vài nghìn người, nó không là một cái gì cả. Mà triệu thì mình không dám nói, nhưng cỡ khoảng vài trăm người thì được sức. Thế nhưng mà báo chí bây giờ, báo chí xét là coi coi công khai coi như là Biden là tổng thống. Còn cái người Việt ở xét ấy, thì cũng chia ra là ba loại. Mình nói là ba loại, không phải loại. Một loại kệ mẹ mà, ai là tổng thống cũng được. Loại thứ hai thì là với coi Trump là thằng cha lỗ mãng, thằng cha bốc phét, nói cũng làm. Nhưng còn một cái loại thứ ba mà mình lại cho là nó, tức là ủng hộ Trump đến cùng, và cái loại đó và cái loại người đó trên trên Facebook thì rõ ràng viết những bài rất là quyết liệt, hoặc là tải bài viết về Trump và tải những bài nói về những cái hành động bẩn thỉu đen tối của thế giới ngầm để cho những người khác biết. Và cái số người mà cái loại thứ ba của anh Đoàn Hòa đó là những cái người mà gọi là ủng hộ Trump đó anh Đoàn Hòa, thì họ chiếm bao nhiêu phần trăm của người Việt Nam tại bên Séc anh? Nói về phần trăm thì thú thật là cũng mình không 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 thể lượng được, như ở trên mạng ấy, đã là bạn bè mình, đã mình coi như bạn bè thì đều là người đều là ủng hộ Trump, thì cái số lượng đó thì mình nghĩ là cũng cỡ khoảng cái số nhiều nhất coi như là không quan tâm thì cỡ khoảng một nửa, còn lại là hoặc là chống đối Trump hoặc là ủng hộ Trump. Nhưng mình nghĩ rằng cái số lượng người của Trump là chiếm hơn 50% trong cái số người còn lại, Vâng, thưa anh, mà ủng hộ là ủng hộ quyết liệt đấy. vâng, anh đó là anh đang nhìn và nói về Tiệp, tức là sách. Anh có một cái khái niệm nào không về cộng đồng của người Việt Nam ở bên Đức, đặc biệt là ở vùng Berlin, tức là những người mà có nhiều người của nhiều đồng bào phía Bắc của chúng ta sinh sống? À, thấy ở Đức thì không có một cái phong trào nào cả, cũng chỉ là những cá nhân thôi hiện tại ở Berlin. Nhưng mà nói thế chứ thật ra là cái dân Bắc ở Berlin cũng thuộc Trump tương đối nhiều đấy. Dạ vâng. Ở bên Đức có một Ở bên người Đức ấy, như là dân Việt gốc dạ Bắc ở bên Đức cũng thuộc Trump khá nhiều. à, à vậy thì tốt quá. Nhưng mà thật ra đấy là mình chỉ nói trong cái mối quan hệ bạn bè mình thôi, chứ còn với những người mà không phải là bạn bè thì
mình không biết. Hôm trước mình có nói chuyện với nhau rằng chỉ có một ông điên điên là ông Đoàn Hòa là ủng hộ Trump. Bây giờ thì ông Đoàn Hòa là ông xác định là đối phản mình, ông mình cũng điên. Cũng có một số người khác điên là ủng hộ Trump nha. Đúng như chỗ này là điên của đàn Trump. Ủng hộ ông Trump nha. Nhưng mà không cuồng. Mấy mấy người kia họ dùng cái chữ cuồng thì nó bất nhẫn quá. Không, thật ra mình nghĩ là những người yêu Trump đâu có cuồng. Họ yêu và yêu có mục đích rõ ràng. Mục đích không phải mục đích cá nhân. Chả hay yêu nó về mục đích cá nhân cả. Mà yêu yêu vì mục đích hy vọng rằng là tác động. Nếu mà Trump tiếp tục tái cử và tiếp tục tái cử thì cái tác động của Trump Trump sẽ có tác động vào cái sự tự do của người Việt. Nếu người Việt biết tận dụng cái cơ hội đó, chứ còn nếu mà không biết tận dụng cơ hội đó thì vẫn sẽ có nhiều người họ đang nghe cái livestream này và có những cũng có một số người sẽ nói rằng là ông Đoàn Hòa đang hoang tưởng làm gì có cái chuyện ông Donald Trump hỗ trợ cho sự tự do của Việt Nam. Thế anh không, Hòa thấy như cái việc hỗ trợ của Donald Trump có nhiều cách, không cần phải trực tiếp. Chẳng hạn như là ông đang tìm cách giảm cái mưu đồ bá chủ thế giới của Trung Quốc, thì đó cũng là một cách để trợ giúp người Việt Nam có thể giành được độc lập và có thể thoát khỏi đầu. Xin hỏi anh. Chứ cách trợ giúp chứ không phải là ông đổ tiền vào cho người Việt Nam mua trang vũ khí, ông đưa quân vào Việt Nam để mà giúp người Việt Nam giải phóng, lật đổ cái chế độ cộng sản. Chuyện đó không bao giờ có cả. Rồi xin hỏi anh đầu câu này. Trên kiểu Bắc Kinh những ai ở Việt Nam mà hy vọng kiểu nằm hái bệnh trợ giúp xung là Trump sẽ giúp họ, sẽ thay thế họ để mà lật đổ chế độ cộng sản thì chuyện đó sẽ không gặp họ. Dân đầu anh Đồng Hoàng, anh là một cái người ủng hộ Trump rất nhiều. Trong cái thời gian vài năm vừa qua đó là mình thấy anh cũng đã đi qua bên Pháp biểu tình với một số người anh em của chúng ta tại Pháp. Bây giờ anh có nhận định như thế nào nếu mà muốn một số người gọi là họ đang là đang chống lại chúng ta, anh nghĩ như thế nào? Người Việt Nam với mình như này này, mình thì có một quan niệm có thể có người yêu Trump, có thể có người ghét Trump, bởi vì là họ là những người rất là lịch lãm, lịch sự, tức là gọi như kiểu như là thầy vẫn nói, tức là chính trị gia phòng lại. Họ không thích tính cách của Trump là có vẻ hùng hổ, có vẻ nói nhiều. Và đúng là ông Trump, ông nói ông không cần phải lựa lời, ông nghĩ như nào ông nói thật như vậy, cho nên là đối với họ là họ không thích. Thế nhưng nếu ai là cái người mà đấu tranh thực sự đấu tranh cho cái tự do dân chủ ở Việt Nam, có thể không thích tính cách của ông Trump nhưng mà không thể ủng hộ Biden được, bởi vì thằng Biden là cái thằng nó liên kết với tàu cộng, không phải liên kết để có lợi cho hợp Trung Quốc Mỹ, mà nó liên kết để làm giàu túi tiền của nó. Và khi mà nó đã làm ăn cách đen tối mở ám với bọn tàu, thì làm thế nào nó có thể giúp Việt Nam để mà chống lại tàu được? Cho nên là những ai không thích ra đấy là quyền cá nhân họ, nhưng mà nếu là người đấu tranh thực sự thì không thể ủng hộ, không thể ủng hộ Biden làm tổng thống. Nhưng mà những người bạn của anh á, trong những thời gian hôm qua bây giờ họ đang ủng hộ Biden thì anh nghĩ như thế nào? Vậy những người coi như tôi loại khỏi danh sách luôn, bởi vì quan điểm của tôi là như này. Bạn có thể không giống nhau trong cách sống, trong góc bị, tức là trong cái quan điểm sống và trong những cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng mà không thể khác nhau về cái khái niệm sống và không thể khác nhau về cái quan điểm chính trị. Đã khác nhau về quan điểm chính trị, khác nhau về quan điểm đấu tranh. Yeah.
ban nãy trên cái mạch trao đổi của cái livestream này đã có đề cập đến một cái khái niệm mà là trong cái thời gian khi có một cái cơ hội độc lập cho Việt Nam đó, thì người dân Việt Nam nên chọn một cái mô hình nào thì có gợi ra với nhau là không nên sớm cái chuyện là đa nguyên đa đảng, thì anh nghĩ như thế nào thế? Cái điều đó nó có phải mình đồng ý với thành anh như này, cần có đa đảng nhưng mà hoặc là hai đảng hoặc ba đảng, nhiều quá nó loạn cả những sách nước sách bé tí, có người thượng dân mà có đến mấy chục cái đảng phái, nó chỉ cãi nhau chả làm cái gì, chỉ cần hai đảng hoặc ba đảng là đủ. Nhưng còn cái đa đảng, nhưng mà cái đa đảng của nó không phải là phải ngoài mặt ở ngoài ngoài nghị trường thì chửi với nhau ở sách cũng thể như này đấy, chửi với nhau thế nhưng mà sau trong hậu trường thì bắt tay nhau làm ăn với nhau, đảng cộng sản như này hoặc là các đảng khác, đảng gọi là đảng cánh hữu thì là chửi với đảng cộng sản rất nhiều, đại diện của đảng cộng sản ở trong quốc hội, nhưng mà ra khỏi thì cuộc họp bắt lại bắt tay nhau lại bài tay nhau lại cùng nhau làm ăn, thật ra nhiều đảng không giải quyết vấn đề, hai hoặc ba đảng rồi. Nhưng mà cái nguyện vọng của mình tốt nhất là Việt Nam này chưa mẹ hết thành hai phần đi. Vậy mày muốn gì bác ở đây? Từ ngoài bác ra kệ mẹ bọn mày muốn dân sao chủ nghĩa là việc của mày, như ở trong Nam sẽ là một cái chế độ tự do, một chính thể cộng hòa. Anh mẹ đợi cái dân Việt Nam mà nó tỉnh ngộ được cái mẹ 100 năm. Anh nói như vậy là anh chuẩn bị là anh sẽ bị treo cổ. Có, mình tính rồi, đằng nào già mẹ rồi. Dạ. Không sợ. Dạ vâng. Anh, ông Võ Văn Tạo mà ông vô được anh là ông treo cổ anh. Đâu mẹ anh Tạo đi đâu, mẹ ông lôi cục lòi giom to tổ cổ rồi mẹ đi đâu. Vâng, thưa anh, có khá nhiều những người đang phỉ báng những người ủng hộ ông Donald Trump là cuồng khôn và thế này thế nọ. Theo anh là những người đó tại sao họ lại nhiếc mắng những người ủng hộ ông Trump với những cái chữ có hai loại người. Một loại mình vừa nói là cái loại mà gọi chính trị gia nhỏ nháy nháy trong phòng lại là nói chỉ thích cách ăn nói nhẹ nhàng cứ xử lịch lãm, nó không thích tính cách bùng bã gì rồi. Cái loại thứ hai là nó sống gọi là đấu tranh dân chủ, nhưng mà nó sống bằng tiền của bọn thế giới ngầm. Và ông Trump đã tìm cách cắt những khoản tài trợ như thế. Nhưng mà đã cắt khoản tài trợ thì nó không thể đấu tranh được. Bởi vì tại sao bọn này đấu tranh không phải vì cái tâm của nó, mà bọn nó đấu tranh vì cái tiền, bằng tiền. Bọn nó đấu tranh để bọn nó nhận được tiền để mà bọn nó sống. Cho nên bọn nó ghét Trump. Thế cho nên là trong cái loại mà không thích Trump, mình nghĩ là có hai loại. Vâng, là hai loại. Được. Dạ vâng, anh phải với anh Hòa đấu nhau đi. Anh Hòa thì anh có thể tiêu biểu, anh có thể nêu một vài tên của những cái người mà đang gọi là đang chửi cái đám mình là cuồng Trump hay không, những cái người Việt Nam của mình đó mà anh đã quen biết, anh có thể nêu tên được không? Đấy, cụ thể Võ Văn Tạo đấy. Vâng, Võ Văn Tạo này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, Trần Thị Nga này. Dạ. Gì quên, Nguyễn Văn Đài này, mà thằng gì gọi là tịch cái nhân quyền Việt Nam thì họ Vũ Diệt Quốc ấy, Vũ Quốc Ngữ. Trung gì ở bên Đức đó ha, cái người nhà báo Trung gì đó, Lê Trung Khoa nữa là cũng chửi tụi mình là cuồng Trump đó. Thì nó cũng là một cái cơ hội cho mình nhận diện được ra nhiều người gọi là đang chống lại chúng mình, nghĩa là không phải là chống lại chúng mình tại họ ghét mình ủng hộ Trump thì họ chống lại chúng mình vậy đó. Nhưng mà đấy, cho nên là
mấy hôm vừa rồi mình có viết một cái startup, tức là phải chính là nhờ cái cuộc bầu cử này và mình biết ai là bạn, ai không phải là bạn và ai là kẻ thù. Yeah. OK, vậy cảm ơn đồng hòa ha. Vậy làm sao đi qua bên Pháp là rất 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 ít nhiều bạn nha, mất nhiều bạn lắm đó nha. Anh có biết chuyện đó không? Không, mình đang qua bên Pháp là ngày chỉ núp núp sau lưng của ông Thành với ông Hải là mình yên tâm rồi. Vâng, quả thực là chúng ta sẽ phải, đó chính là một cái hình thái sinh hoạt mà nó sẽ thay đổi sau cái cuộc bầu cử này đó, sau cái tôi nghĩ là sau tháng 2, là ngay như trong chúng ta, những người gọi là đã có những cái gọi là hoạt động đâu đó, hoạt động cho Việt Nam, thì nó sẽ có những sự thay đổi lớn. Giờ sẵn sẵn đây hỏi luôn, câu hỏi này đặt luôn cho hai anh. Thôi anh Hòa lớn tuổi hơn thì để anh Hòa trả lời trước. Sau những cái sau cái cuộc bầu cử mình nói 20 tháng 1, cái kết quả đó là Trump sẽ thắng, Trump sẽ là một tái đắc cử làm tổng thống. Đó là sau đó là cái chuyện của bên Mỹ, mà đối với cái những người Việt Nam của mình đó, những cái phong trào đấu tranh đi biểu tình để đấu tranh cho nền tự do và dân chủ cho đất nước Việt Nam của chúng mình tại hải ngoại, đối với anh hai anh đó là mình có phải thay đổi nó hay không, những cái phong trào gọi là đi biểu tình mà có đảng phái và có những phong trào mình thấy rõ, mình có cần phải thay đổi? Mình bản thân mình nghĩ là rất khó là phải thay đổi. Vâng. Mà phải thay đổi từ gốc, tức là đấu tranh theo kiểu nửa mùa, cho đến giờ chưa hề thấy một cái tổ chức dân sự nhân quyền nào Việt Nam mà kêu gọi, chỉ cần nói là trong cái cương lĩnh của họ thôi, chứ không cần họ nói họ kêu gọi là cái chế độ tà đảng cộng sản Việt Nam này phải bị đánh đổ. Mình không hề thấy bất kỳ một cái tổ chức dân sự nào nó đặt danh tiêu chí như thế, mà nó chỉ cần muốn là dung hòa với cái tà quyền hiện nay thôi. Mà làm thế nào có thể dung hòa được khi bọn nó đã là tà quyền thì không thể nào đòi hỏi được nhân quyền. Trên cái phương thức đấu tranh là phải thay đổi từ gốc, không thể đấu tranh bất bạo lực tuyệt đối được. Bởi theo quan điểm của mình từ trước giờ, đấu tranh bất bạo lực tuyệt đối là tự sát. Nhưng mà mình có một cái cảm tưởng rằng chẳng hạn mấy cái bố ở trong mấy cái tổ chức dân sự này, đấu tranh dân sự nhân quyền, bây giờ tự nhiên là cái bọn tà quyền cộng sản mà nó mời mấy cái bố vào giữ một cái ghế, một chức vụ nào ở trong chính dứt khoát bọn nó sẽ nhận lầm, và như thế là qua cuộc đấu tranh là chấm dứt. Trên phương thức đấu tranh và hình thức đấu tranh và cái tiêu chí đấu tranh là phải thay đổi. Anh Thành thì sao? Anh Thành, những mô hình nào biểu tình của người, của những phong trào đấu tranh cho dân chủ Việt Nam của mình đó, sau cái cuộc 20 tháng 1 thì những phong trào biểu tình, hẳn nhiên là mình không thể nào mình nói là sau cái vụ này đó cộng đồng mình nó chia rẽ ra quá nhiều, mà gọi là mình bó tay, mình không lên tiếng nói cho người Việt Nam mình. Mình sẽ lên tiếng nói, tiếp tục lên tiếng nói cho người Việt Nam của mình, nhưng mà với hình thức nào? Tôi nghĩ như thế này là cái đây nó là cái cơ hội để cho chúng ta thấy những cái mô hình biểu tình của người Việt Nam hải ngoại trong thời gian vừa qua, tức là khoảng cho là 7 năm, 8 năm ấy, là chúng ta bị trôi nổi theo sự dẫn dắt của một số đảng phái. Ví dụ là đảng Việt Tân thì có một ekip, tức là một số người đi theo đảng Việt Tân, và Việt Nam Quốc Dân Đảng hay thế này thế nọ, tức là đều có những cái tính cách đảng phái cả. Và thường đó là đảng A mà tổ chức đó, thì đảng B không có mặt. Trong thời gian tới đó, sau cái cuộc biểu tình, sau cái cuộc còn tôi gọi là cuộc đổi đời này đó, là những cái phong trào của người Việt Nam bắt buộc phải thay đổi. Nó mang cái tính cách phong trào nhiều hơn là tính cách đảng phái. Tính cách hội cũng y như Việt Nam, phải là tính cách hội và tính cách phong trào, để chúng ta không bị trôi nổi vào trong những quyền lợi của các đảng phái. Như chúng ta giờ này chúng ta nhìn thấy rất rõ là ví dụ trong cái chuyện
ủng hộ ông Donald Trump này là anh có thấy bóng dáng của tổ chức Việt Tân không? Đâu có thấy. Ở khắp nơi, tức là thay vì đặc biệt là ở tại Mỹ, nếu thực sự đặt quyền lợi của quốc gia lên trên ấy, thì họ sẽ phải là người lan xả xuống để giúp tổ chức điều hợp các anh em ở nơi xa về. Nhưng chúng ta tuyệt đối chúng ta không thấy chuyện đó. Nghĩa là chúng ta thấy là họ là một tổ chức chính trị, thuần chính trị, và hành xử, ứng xử theo cái lợi nhuận chính trị của họ có được. Cho nên trong cái giai đoạn sắp tới đó, nó sẽ là giai đoạn của phong trào hoặc là của hội đoàn, thí dụ thậm chí là cá nhân, thậm chí đó, trước đây nó có một số những người của đảng này đảng kia đó, là thí dụ như ở Pháp chẳng hạn, tổ chức ở tại Place Trocadéro đó, thì nó sẽ có một cái lỗ hổng, một lỗ hổng khi mà những người thí dụ như đảng Việt Tân chẳng hạn, họ sẽ thấy rằng nó băn khoăn, nó lựng chựng lại về cái phương thức hoạt động của mình. Thì tôi nghĩ đó là cái cơ hội để cho những người hoạt động độc lập đó, sẽ phải xuất hiện. Thậm chí ngay như bản thân tôi cũng vậy, tôi nghĩ bạn trong trường hợp anh cũng vậy, là chúng ta sẽ xin phép một cái cuộc biểu tình, ví dụ là hai tuần, một tháng này, tức là một tháng có hai lần chúng ta ra cái quảng trường của nhân quyền, và chúng ta ngồi đó giống như là bên Pháp Luân Công họ làm, tức là chúng ta không có ồn ào, chúng ta không cần gào thét, chúng ta chỉ ra đó đem lá cờ của chúng ta ra, chúng ta hát quốc ca với nhau, xong đó là chúng ta ngồi tại đó, chúng ta thậm chí là chúng ta thay vì chúng ta live stream với nhau như thế này, chúng ta lôi nhau ra đó chúng ta live stream ạ. Tôi nghĩ đó là một giải pháp để tận dụng cái phong trào, gọi là phong trào cách mạng, tức là tôi gọi là phong trào độc lập, từng cá nhân độc lập làm thành phong trào độc lập, chứ không tùy thuộc vào quyền lợi của đảng phái. Tôi nghĩ là đã đến lúc đó cái người những người Việt Nam của mình tại hải ngoại đó phải có một cái tiếng nói gọi là nó trung thực hơn. Dạ. Cho cái phong trào đấu tranh cho người dân trong nước. Dạ. Nghĩa là chúng ta không đảng phái, không vụ lợi, không có một cái quyền hạn gì hết, và ngay cả không tôn giáo, chúng ta chỉ là những người Việt Nam yêu nước, cùng nhau đi biểu tình với một mục đích chung là ủng hộ cho dân tộc Việt Nam để tìm lại cái quyền tự do nhân bản của con người, chứ thật ra không có những cái vấn đề gì lợi. Tại vì mình thấy rằng là những cái phong trào đấu tranh của người Việt ở trong nước nó có một cái nhược điểm, mà nhược điểm nghiêm trọng, tức là cái sự liên kết và đoàn kết giữa các hội đoàn không có. Cho nên là cái sức đấu tranh nó không mạnh. Từ trước đấu tranh hoặc là ở Hà Nội hoặc là ở Sài Gòn, và thời gian cuối thì tập trung là vào Sài Gòn thôi. Chứ còn các tỉnh khác, Hải Phòng to bỏ mẹ, Đà Nẵng cũng to, mà ở những thành phố đó thì không có bất kỳ một cái độc tính nào cả. Nên đã đấu tranh là phải liên kết nhau đấu tranh cùng một lúc ở tất cả mọi nơi, tất cả bằng tất cả mọi phương tiện. Đồng ý này là đấu tranh, là bây giờ cái truyền thông độc lập là cái cực kỳ quan trọng, bởi cái truyền thông những truyền thông chính thống bây giờ nó đều phải phát trên internet, đều là gọi là cái tay sai, gọi là tay sai của cái dân tộc. Nên mình không thể, chúng ta không thể tin tưởng vào được những thông tin của những cái truyền thông chính thống nó cấp nữa. Mà bây giờ chúng ta nên tạo lên hệ thống truyền thông độc lập, và chúng ta phải tin tưởng ủng hộ những hệ thống truyền thông độc lập đó. Bởi vì cái tác dụng và cái kết quả, cái hiệu quả truyền thông độc lập, chẳng hạn như những cái vấn đề mà Thành đạt có một cái sự lan tỏa rất lớn. Vâng, thưa anh. Chúng ta dám nói thật. Thưa anh Hòa, em nghĩ chúng ta trở lại cái chuyện liên kết đó, ở trong nước đó, em nghĩ là trước khi có được cái sự liên kết nó rất cần thiết phải giải quyết cái vấn đề ý thức. Tức là, đúng rồi. Là chúng ta vì sao mà chúng ta đấu tranh? Chúng ta đấu tranh để làm cái gì, để đạt những cái mục tiêu gì,
Thì đó là cái điều căn bản đầu tiên trước khi nói đến cái chuyện liên kết. Và khi nói đến chuyện liên kết lại nói đến cái chuyện an ninh, tức là chuyện bảo vệ nhân lực. Chúng ta không thể nào nói khơi khơi ở trên này một cách chi tiết được. Tuy nhiên nó phải có những sự hỗ tương lẫn nhau, kể cả đâu đó nó có vấn đề bạo lực, tức là nó đã đến một lúc nào đó phải dùng cái sức mạnh của thế giới, dùng sức mạnh quân sự, thậm chí là sức mạnh quân sự của thế giới để khống chế. Tôi hỏi thay cái nhá, liệu có khả năng như này, có những cái tổ chức người ta không muốn liên kết với bất kỳ ai cả, được, bởi vì họ nhận tiền từ nước ngoài và họ không muốn chia sẻ những cái đồng tiền họ nhận đó cho những tổ chức khác, có khả năng hay không? Chúng ta sẽ loại trừ nhé, chúng ta sẽ loại trừ những thành phần đó. Bất tức là hồi nãy chúng ta cũng có thảo luận với nhau là đảng phái, thì anh hoạt động đảng phái là cái tiền nào để anh hoạt động đảng phái, có phải là tiền của nước ngoài hỗ trợ hay không? Một khi mà ngay như là hội đoàn cũng vậy, chứ không phải là chỉ có phần đảng phái không, một khi anh nhận tiền của nước ngoài để hỗ trợ cho anh hoạt động chính trị đang là stop ngay, không chơi với anh. Thì những hội đoàn ở Việt Nam cũng vậy, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất rõ đó. Nếu gọi là họ nhận hỗ trợ của đồng bào của chúng ta thì ok, chứ còn khi mà họ nhận tiền hỗ trợ của những cái tổ chức, đặc biệt là những tổ chức mà mình nhìn ra được, đã nhận ra được là những tổ chức liên quan đến George Soros là chúng ta sẽ phải loại trừ. Vâng, thưa anh, rất cảm ơn anh Đoàn Hòa. Bây giờ là cũng cuối giờ rồi, thì em sẽ trao đổi một cái đoạn ngắn nữa, 15 phút sau cùng với anh Huỳnh Công Phạm. Và rất cảm ơn anh Đoàn Hòa đã có mặt trong buổi live stream ngày hôm nay. Điều cuối cùng xin được hỏi anh Đoàn Hòa là anh hình dung như thế nào về những người Việt Nam đang có mặt tại vùng đầm lầy, và nếu gọi là được gửi một những lời thân yêu của anh ấy thì anh sẽ làm sao ạ? Sẽ nói sao ạ? Mình rất là khâm phục và kính trọng những người Việt đang có mặt ở vùng đồng lệnh. Họ không hoàn toàn không đấu tranh cho cá nhân họ. Họ sống ở Mỹ, họ nhận, họ đi làm, họ có lương, họ được bảo hiểm xã hội, họ được chăm sóc y tế. Họ không cần đấu tranh cho bản thân họ, nhưng họ đấu tranh là đấu tranh. Cái thứ nhất là ủng hộ ông Trump, là cái người đang cố gắng vạch trần những cái hành vi đen tối của thế lực ngầm. Ông Trump là đại diện cho chính nghĩa. Và cái thứ hai, họ có mặt ở đầu lầy, họ ủng hộ ông Trump cả. Và đồng thời họ mong muốn rằng là khi ông Trump tái nhiệm thì cái tác động của ông Trump sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của người Việt Nam ở Việt Nam. Nên mình rất cảm phục tinh thần của bạn bè cho phép tôi được gọi họ là bạn bè. Và cũng như Thành nói, đấy là những người chiến sĩ không mặc áo lính đang được tập luyện. Vâng, xin cảm ơn anh Đoàn Hòa. Và bây giờ thì em sẽ ngắt kết nối với anh để 15 phút cuối cùng em với ông. Em sẽ đá anh ra khỏi màn hình. Chào mọi người. Cảm ơn Đoàn Hòa. Chào anh. Chào anh. Chào anh. Vâng, bây giờ thì tiếp tục ha. Chúng ta lại tiếp tục giữa hai người. Vâng, thưa anh, ban nãy anh có hăm dọa tôi một số những cái câu hỏi cuối. Xin mời anh. Hồi nãy tới giờ đó là từ lúc mình làm cái livestream tới bây giờ đó là được gần 2 tiếng. Thì là mình đều nói là những cái điều là Trump sẽ đắc cử. Nghĩa là ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Và Trump sẽ đắc cử. Đặt trường hợp Trump không đắc cử thì chuyện gì nó sẽ xảy ra?
Vâng, đã có một số lần một số anh em cũng đã hỏi tôi hỏi là tôi bán cái này, tôi đã có Dạ. trao đổi cho các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em đang có mặt ở trên màn hình, xin các anh chị em trả lời chúng tôi. Đặt là trường hợp của tôi, các anh chị em đặt vào trường hợp của tôi đó, với cái câu hỏi của anh Huỳnh Công Phải đó là anh hỏi tôi là ngoắc méo, hơi là móc méo đó là nếu như trường hợp ông không thua nên Cộng Hòa thua thì Phạm Văn Thành làm cái gì? Trước nhất chuyện gì nó sẽ xảy ra bên đất mình. Trước nhất cái cho câu hỏi của anh là con chó trong cái livestream Loạn to, làm đó. đại loạn, Dạ. bởi vì tôi cũng đã từng một vài lần trình bày là trong khi tôi trình bày thì các anh chị em trả lời giùm tôi nhé. Là nếu như ông thua đó là Phạm Văn Thành làm gì? Tiếp tục đấu tranh hay là đi về vườn? Xin các anh chị em trả lời giùm tôi. Trở lại cái điều là loại to. Đối với cái hình dung của tôi là loại to, loại cực to, bởi vì loạn quạng nó sẽ vỡ cái mô hình liên bang của Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta gần một năm rồi chúng ta đối diện với cái chuyện là phá cách của ông tiền tòa của Black Lives Matter, nhưng đó chỉ là cái trạng thái phá cách, hình thức phá cách đó. Và khi hình thức phá cách đó mà họ bị nổ súng bởi một lực lượng thật sự đó, ví dụ như là lực lượng Proud Boys, tôi chưa nói đến vệ binh quốc gia, lực lượng Proud Boys, thì đó chỉ là cắt ké kẻ bông, cho nên giải quyết cùng lắm là 1 tháng 2 tháng bọn cắt ké kẻ bông. Nhưng nếu như là dân chủ thắng, tức là cái gọi là đảng dân chủ thắng, đối với tôi là nó chừng 5%, 5% là đảng dân chủ 5% nó cũng có thể xảy ra sẽ thắng. vậy. Thì loạn to, bởi vì những người thật sự là yêu nước, họ họ làm sao họ chấp nhận được, họ làm sao họ chấp nhận được một cái chuyện lừa đảo nó xảy ra mà đến đứa tiểu học cũng có, tức là đứa tiểu học mà có lương tâm nó đều nhìn ra là đây là một sự lừa đảo, đây là một sự đánh cắp, một sự đánh cắp niềm tin, một sự đánh cắp cả một cuộc bầu cử để đi đến cái chuyện là xây dựng thiên đàng xã hội chủ nghĩa, tức là xây dựng một cái thiên đường của bà dân thu hương. Thì gần như là nó sẽ có một cái cuộc nội chiến, chúng ta Chắc chắn, chắc chắn sẽ có cuộc nội chiến, và hy vọng mình hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra bên đất Mỹ, tại vì nếu mà đất Mỹ mà có nội chiến thì thế giới cũng không được yên, rất là chính thế xác. giới cũng được yên. Và chỉ trong thời gian đó thì mình sẽ thấy là thế lực của thằng Tàu nó sẽ có ảnh hưởng lớn trên Chính thế giới, xác, chính xác. cái đó là cái điều nguy hiểm nhất Yeah, chính đối xác. với anh có nghĩ gì không? Chính xác, chính xác. Ban nãy tôi nói là cái thiên đường, cái thiên đường của bà Dương Thu Hương sẽ được thành lập. Là cái những cái gì là liên về từ deep state rồi từ của đám bên đám bị Tội đó, ác. người ta ác đó là nó sẽ là tất cả thế giới sẽ nằm trong cái tay sự kiểm soát của chúng Dạ vâng, ta. cái mô hình gọi là thiên đường xã hội chủ nghĩa đó, nó chỉ là cái vỏ, còn bên trong của nó là thế lực tội ác. Vâng, Hồi nãy mình có Connie Nguyễn nói là dân Mỹ sẽ nổi loạn, Huyền Ngọc thì nói chiến đấu, một bạn mình không ghi tên anh này nói là vẫn đấu tranh cho Việt Nam, và Connie Nguyễn nói bây giờ kéo anh Thành đi qua Mỹ và anh Thành đã hô lên là never give up. Đó thì giờ tới câu hỏi là cá nhân của anh, nếu mà tối nay trong mùa đó 11 giờ bên Mỹ là tối nay là khoảng 8 giờ, 8 giờ thì có thể là sau tới 10 giờ đêm nay là mình sẽ có được kết quả rồi. Khoảng 10 giờ 11 giờ quay mình nói chơi nữa. Nửa đêm đi là mình sẽ có được kết quả là Trump sẽ thắng hay không. Anh nghĩ là 10 giờ đêm nay là có kết quả. Thì ông làm cái diễn văn của ông là cái bài discourse của ông là 11 giờ. Rồi sau đó họ sẽ có họp 2 giờ trong Quốc hội để mà lấy cái quyết định. Đó là sau đó là mình
có thể là mình biết nó sẽ nghi ngại gì đâu. Không biết là trên trong cái thượng nghị viện họ có đồng ý là để cho bác bỏ những cái cuộc bầu cử đó, họ sẽ bầu lên để mà có, hay là họ sẽ tình bỏ được trong một thời gian. Tôi nghĩ là không thể nào có được số này. Tức là ngày hôm nay, tức là ngày 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 6 tháng 1 không thể nào có được. Đúng thế. Dĩ nhiên đúng đúng sai cái sự thật nó diễn ra như thế nào tôi vậy biết, là mình phải chờ tới bao lâu được mấy lần bấm nổ tiền mã rồi. Tôi hình dung là nó xảy nó sẽ trở lại trước đây nó đã có một cái thời kỳ là họ đặt ra, tức là bên quốc hội họ đặt ra một cái yêu cầu là một thời gian 10 ngày để rà soát lại cuộc bầu cử, thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ đi vào cái chuyện. Tôi nghĩ trong 10 ngày họ có đủ khả năng làm gì với những cái gì mình thấy trên trên mạng, những cái tài liệu họ đã, tôi nghĩ là đủ. Tôi nghĩ là đủ, bởi vì cho đến giờ này đã chín hết rồi. Vấn đề họ bung ra, vấn đề là họ bung ra khi nào, tất cả những cái mà họ bung bét ra là cho tới nay đó là các cái tòa án mang tính cách tư pháp đó là họ gần như họ quái hát trách nhiệm. Vì thế đó những cái tài liệu nó, hồ sơ nó chưa bung bét ra được, tại vì nó còn liên quan đến tòa án. Nhưng mà tòa án chọn được một cách là hoặc là phủ quyết, tức là không có nhận hồ sơ, hoặc là đặt một cái thời hạn giải quyết cái hồ sơ đó nó vào một cái thời gian hỡi ôi, là tức là nó đã qua ngày 20 rồi. Cho nên là tôi có một cái hình dung là bên phía, tại vì chúng ta đã biết được có 12 vị thượng nghị sĩ, 12 vị thượng nghị sĩ đã lên tiếng chống lại cái cuộc biểu tình này, và họ đồng ý với khoảng 140 dân biểu hạ lệnh, thì nó lớn, nó cực kỳ lớn. Trước đây nó có một lần nó xảy ra thì chỉ có đâu 1-2 vị thượng nghị sĩ, đây là 12 vị thượng nghị sĩ. Ok, vậy là sau cái ngày 6 tháng 1 đó là mình cũng như theo ý anh nói đó là sẽ không có một quyết định nào. Tôi nghĩ là không ai có sẽ làm tổng thống. Mình nghĩ vậy. Bây giờ có chị Nguyễn Thanh Nga nói là nếu Trump có thua đi chăng nữa, anh Thành phải đấu tranh cho đất nước Việt Nam tới hơi thở cuối cùng. Cái đó là ngược lại với những gì anh Thành đã nói lên cách đây vậy. Đúng không anh Thành? Anh nghĩ anh có gì vừa không? Nếu Trump thua. Trump thua hay là nền Cộng hòa thua, cái đó nó hơi khác nhau. Khi mà mình nghĩ Trump thua thì cái đất nước Mỹ sẽ lọt vào cái tay của bọn dân chủ. Mà cái bọn dân chủ mình biết sau lưng, cũng như anh nói mình là sau lưng của nó là Deep State, Bloomberg, rồi cái tụi cộng sản Trung Cộng này kia. Tôi cần phải. Và lúc đó cái nền Cộng hòa của nước Mỹ nó sẽ còn tồn tại nữa hay không? Tôi đối với cái suy nghĩ của tôi đó là những người Mỹ sẽ phải làm công việc kháng chiến đấy. Tức là những người Cộng hòa Mỹ sẽ phải làm công việc kháng chiến, và chính cái mô hình kháng chiến của họ là loạn quạng, nó sẽ xảy ra một cái nước Hoa Kỳ mới. Nó không còn giống như ngày hôm nay nữa. Cũng có thể là nó sẽ xảy ra nội chiến cả thế, thậm chí là cả một năm trước, để cuối cùng giải quyết rốt ráo. Thì nếu nó xảy ra cái chuyện đó thì tôi đằng nào cũng sẽ phải lao sang bên thôi, bởi vì tôi ở đây là tôi chết ngắt. Những gì tôi đã nói tới ngày hôm nay đó là tôi đã treo một nửa của tôi lên trên đàn gá rồi. Có một số các anh chị em không hình dung ra, nói là đâu có sao thì cũng là hoạt động hoặc là không hoạt động thôi. Tôi đã trước đây khoảng 2-3 tuần tôi đã nói rồi là hoặc là tôi sẽ ở ẩn nghĩa là chết, đối với tôi ở ẩn nghĩa là chết. Và cho tới ngày hôm nay thì đã phải gần như là bạch bại những điều tôi nói ra tới ngày hôm nay đó. Nó gần như là có cái giá treo cổ. Nhưng tôi bằng lòng với cái thái độ của tôi. Xin cảm ơn các anh chị là các anh chị nói có khuyên tôi là tiếp tục. Thì tôi đồng ý tiếp tục, nhưng với điều kiện là nước Mỹ không nằm yên.
Thế nếu mà nước Mỹ mà khoanh tay nằm yên, nó mình giữ tay dân chủ thì lúc đó mình làm. Nhưng mà 5% đấy, đối với tôi là 5%. Không, bây giờ mình đừng có nói 5%, mình nói là Trump thua, dân chủ thắng. Yeah. À, nếu mà nước Mỹ đó họ có những cái sự nổi loạn lên đấu tranh thì mình tiếp tục đấu tranh tiếp. Yeah. Còn đặt trường hợp dân Mỹ mình nói là bây giờ cái vấn đề nó như vậy, đó là dân chủ nắm hết cái toàn quyền cái lãnh đạo của xứ Mỹ theo cái sự lèo lái của bọn tàu cộng thì kia, đó là mình thấy rằng cái vấn đề không thể nào tưởng tượng nữa đối với yeah. Mỹ. Thì rồi nói là trong cái thời gian 4 năm đó là nước Mỹ là hoàn toàn không tốt. Yeah. Thì lúc đó là mình làm gì? Còn livestream nữa hay không, hay là dẹp luôn livestream? Tôi lặp lại một lần nữa đó, là nước Mỹ sẽ đại loạn, nước Mỹ sẽ là kháng chiến đó. Okay. Người dân Mỹ, we the people, họ sẽ thực hiện cuộc kháng chiến. Và khi họ thực hiện cuộc kháng chiến đó là tôi mò có cái đó ngay nếu họ chấp nhận. Còn nếu mà họ kêu thôi mày đừng có qua nữa thì chắc chắn là tôi sẽ chết. Tôi không sống được ở đất này. Bọn gia tộc Rothschild mà sao lại... À, có thì Ngọc nói là mỗi lần thấy hai chú cười cháu thấy yên tâm. Thôi đừng có nghĩ tại chỗ này có cười nhau lắm. Thôi vậy là cũng là cái livestream này, đó là mình có tất cả những cái niềm hy vọng. Nghĩa là sau ngày 6 tháng 1 này, nghĩa là tối nay vào khoảng 10 giờ kia là mình sẽ có những cái tin tức sẽ nóng bỏng và tất cả chúng ta lại theo dõi một lần nữa, một đêm không ngủ. À, để mà chúng ta có một cái niềm hy vọng đặc biệt là lớn. Yeah. Cho một cái nền cộng hòa, yeah. Và một cái nền tự do cho nó cho xứ Mỹ và cho cả thế giới, và đâu đó nó cũng có liên quan tới cái vận mệnh của đất nước Việt Nam của chúng ta trong tương lai, cho nó là một cái niềm hy vọng lớn, yeah. Của hai nước. Vâng, tôi trộm nghĩ rằng có thể nói ra điều này thì nhiều người đang nói là hoang tưởng, yeah. Mà tôi trộm nghĩ rằng đây là một cái cuộc cách mạng rất là lớn, cuộc cách mạng cực lớn của thế giới. Chứ không phải chỉ có nước Mỹ đâu, không phải chỉ có liên quan đến Việt Nam. Mấy hôm trước tôi có đề cập đến một cái chuyện là tần số, tức là một cái tần số đặc biệt, tần số 432 MHz. Tôi nghĩ đó, cái câu chuyện đó thôi là nó đã là một cuộc cách mạng hết sức lớn. Bởi vì con người ta sống ngày hôm nay, chúng ta bị lệ thuộc vào các máy tính nhiều, chúng ta lệ thuộc vào thuốc quá nhiều. Thì những cái hệ thống mà làm ra cái hệ thống các máy tính, tức là big các máy tính đều là những người họ mặc áo blue vậy đó, nhưng mà họ rất là sống. Nếu không muốn đặt cảm ra là họ là một cái lực của kinh doanh thì cái kỹ thuật đó, cái tôi gọi là một cái công cụ đưa con người ta đến một cái đời sống nó nhẹ nhàng, một cuộc cách mạng tâm thân. Nói đến cách mạng tâm thân là nói đến ngũ lộc, tức là nói đến việc võ đạo, mà nói đến việc võ đạo lại nói đến ông trưởng môn của việc võ đạo là sống trong cái trại tù 20 của tôi. Thì cuộc cách mạng tâm thức với cái từ trường tần số đặc biệt như vậy đó, được điều phối đặc biệt như vậy đó, là con người ta gần như là giống như chuyện mình thiền, tức là thay vì là cái nhịp tập của mình, cái nhịp tập tim của mình, ví dụ như là một phút là 70 nhịp, ví dụ như vậy, thì nó khi người ta thiền định mà đi đến một cái chuyện là một phút chỉ có 1-2 nhịp thôi, thì cái đó nó đi và bắt đầu gọi là nhập định. Thậm chí với những người nhập định như vậy là càng tiếng đồng hồ người ta chỉ có 2-3 nhịp. Thì điều này nói ra với những người bình thường thì không hiểu được, nhưng với những người đã có thật thì nó mới thật. Tại vì mình hình như mình có nói một lần đó là
những cái người khoa học gia của bên Anh đó, họ có đi vào họ thử một cái người thầy tế bào. Thì trong một cái thời gian ngắn là tim của ông ta mình đập trong nhiều phút, thì đối với ông ta một cái người mà tim mình ngừng đập trong vài phút thì người chết, nghĩa là óc não mình nó sẽ không còn hoạt động được, thì không có oxygen nên nó không làm sống được. Thì sau một thời gian đó thì ông ta lại tỉnh dần trở lại một cái trạng thái rất bình thường, mà cái người của ông tỏa ra một cái sức mạnh. Cái đó là chuyện nó có thật chứ không phải là cái chuyện hoang tưởng. Đó thì chúng ta đang nói đến từ trường, chúng ta đang nói đến tần số. Thì cái tần số 432 nó sẽ là một cái tần số mà làm cho cái con người ta có những giao diện trực tiếp với cái tần số đó. Thì chúng ta thải loại những cái gọi là những cái độc tố trùng lực, tức là gần như là dịch bệnh làm thay đổi con người. Và khi mà con người ta vô bệnh thì tuyệt vời, nó rất là khoa học. Cái chuyện đó rất là khoa học, tại vì cái cơ thể của người mình nó cải tạo được những chất vi sinh. Đồng thời một cái chuyện nữa đó là mình khỏi cần thuốc trường sinh, mình vẫn có thể sống được 100 tuổi mà vẫn chạy thoải mái. Sống 100 tuổi mà chạy thoải mái thì vẫn sống. Còn làm livestream được cũng là vâng. Cái đó, cái đó là một cái phát minh đặc biệt mà tôi có chạy trên cái trang của tôi và cái trang Việt Nam Cộng Hòa, các tôi gọi là các em thông tin và dạy dỗ tôi, dạy tôi rất là cẩn thận. Cả 4-5 ngày tôi mới tiếp nhận được gọi là một, chắc là 1%. Thì nó là một cái từ trường rất cần thiết và nó sẽ là cuộc cách mạng tâm thần. Chúng ta nói đến là vừa nãy là chúng ta nói về bệnh và gọi là sống đời sống nó nhẹ nhàng hơn và nó có gọi là có. Nói như vậy không có nghĩa là tôi mơ là 100 tuổi, tôi không mơ tôi sống 100 tuổi mệt quá rồi. Nhưng nó có một cái chuyện là cái tâm nó sẽ đến cái tình trạng là khi mà cái tần số nó được phổ cập bằng gì, bằng cái 5G, cái 5 cái G5 á, những cái G5 nguyên tắc của nó là tiêu sóng tiêu cực 43 MHz nó tiêu cực. Nhưng khi có một số những cái chất đồng vị khác được hỗ trợ, được thiết lập thêm nằm bên cạnh hoặc là nằm chung quanh những cái tháp đó, đó thì nó sẽ sản xuất ra, nó sẽ sinh ra 432 MHz. Khi 432 MHz như vậy là con người ta, anh nhớ là khi mà mình thảo luận với nhau ở Tây Tạng về cái gì, về lòng yêu thương, thì cái chuyện đó nó đi đến cái sóng 432 MHz, nó đi đến cái chuyện là con người ta sẽ cái tâm nó sẽ nhẹ, nó sẽ thanh thản, nó không có chật hẹp, nó không có hiềm khích, nó không có thù hận, nó không có muốn, tức là tham lam, đặc biệt là cũng độc ác. Thì khi mà có những con người mà không, tức là cường chống lại cái sự kiện ấy, thì nó sẽ xảy ra một lô, một giống như một lô một lốc ở Vũ Hán thời gian vừa qua, có những người đang đứng ngoài đường lăn đùng mới chết. Chết là vì từ trường, nghịch từ trường mà chết. Cho nên những người mang dã tâm thì cái từ trường của họ đó, nó sẽ bị cái sóng đánh vỡ, mà thế giới trong tương lai sẽ đầy là cái sóng vỡ, kể cả là những cái giường bệnh mà cái này liên quan đến Đài Loan. Cái hình như có để trên trên cái trang Việt Nam Cộng Hòa những Đài Loan mình cứ bật ngửa, tức là cái giường bệnh đó là tự nó rách lên, anh vào anh nằm trong đó một tiếng đồng hồ tự nó rách lên lại hết. Nó dùng từ trường nó rách lên lại, nó làm lại hết. Như vậy thì người mình sẽ bớt bị ung thư. Người ta sẽ chữa ung thư bằng đó.
mà trước ung thư cũng bằng, bằng cái đó được thì COVID có là cái gì? Cảm ơn thầy rất nhiều. Dạ thôi thì cái livestream ngày hôm nay đó thì nó cũng có một cái tin vui đối với tất cả các anh chị em, đó là anh Thành sẽ tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng dù cho trong thua. Anh không về giường để làm tiếp tục chiến đấu với điều kiện là bên Mỹ phải có một cái sự kháng chiến chống lại cái đảng dân chủ thì chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Anh như chúng ta đấu tranh là chỉ cho dân tộc chúng ta ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mà chỉ có 5%. Đó, chỉ có 5% là ông Biden thắng thôi, là chỉ có 5% là Biden thắng. Ok, thì mình chỉ đặt một cái giả thuyết thôi. Dạ thôi thì cái đài livestream hôm nay cũng khá dài. Dạ xin anh Thành có những cái lời chia sẻ cuối cùng với anh chị em của mình ngày hôm nay nhỉ? Vâng, thưa các anh chị em, rất muốn nhắc lại cùng với các anh chị em là cuộc chiến này, tôi gọi là cuộc chiến này, không phải là cuộc tranh chấp giữa Đảng Dân Chủ với Đảng Cộng Hòa của Mỹ, mà cuộc chiến thiện và ác. Và ác là cả một thế lực khác, cả một thế giới ngầm, chứ không phải là chỉ có một nhóm người ở một quốc gia. Nhiều quốc gia đã trải dài cả hàng mấy trăm năm rồi. Nên cuộc chiến này là cuộc chiến thiên cộng thiện. Xin kính chào các anh chị em, và chắc chắn chúng ta sẽ là những người đứng trong cái gọi là trong cái lực lượng có được sự chiến thắng trong những ngày tới. Ngày mùng 6 tôi nghĩ rằng tức là ngày chỉ còn mấy tiếng nữa thôi đó, 4-5 tiếng nữa thôi đó, thì tôi chọn nghĩ rằng chúng ta chưa thắng đâu, nhưng mà chắc chắn chúng ta sẽ thắng cho tới ngày 20. Đối với tôi chắc chắn là ông sẽ là người tuyên thệ tổng thống lần thứ hai của ông. Vâng, xin cảm ơn anh. Lần đầu tiên mình tin vào anh nhiều. Mình tin vào anh. Dạ, xin kính chào tất cả các chị em, và chúng ta sẽ thắng nha. Vâng, xin cảm ơn.